Hôm nay sư sẽ giảng bài kinh số 11 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh này tựa đề là Sư Tử Hống. Thì sư sẽ giải thích một chút về cái đầu đề của bài kinh này. Thì cái bài kinh này có chủ đề là kinh tiếng rống con sư tử hay là sư tử hống. Thì tại sao lại có chủ đề là kinh sư tử hống, tức là cái tiếng rống của con sư tử? Thì khi Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật cũng thường hay nói một cái câu là Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội chúng và vận chuyển pháp luân. Thì Đức Phật thường hay dùng cái từ là tiếng rống con sư tử khi mà cái thời pháp của Đức Phật thuyết lên. Tại sao lại thế? Bởi vì là cái khi mà ở trong cái khu rừng ấy, trong khu rừng mà một cái tiếng rống của con sư tử cất lên, rống lên, thì tất cả những cái loài muông thú khác sẽ đều im lặng hết. Tức là sẽ đều im lặng vì cái tiếng rống của con sư tử có một cái uy lực làm cho tất cả các cái loài thú khác phải sợ hãi với cái tiếng rống của con sư tử đấy. Hay là giống như là cái ánh sáng của mặt trời. Khi mà cái ánh sáng của mặt trời mà lặn đi thì các cái ánh sáng khác sẽ sinh lên. Mặt trời lặn đi thì sẽ ánh sáng của con đom đóm sẽ sinh ra và mọi người có thể nhìn thấy được. Ánh sáng của một ngọn lửa, ánh sáng của một ngọn đèn leo loét có thể bùng, hay là ánh sáng của một cái bóng điện, hay là ánh sáng của một cái ngôi sao nấp lóe, ánh sáng của mặt trăng cũng có thể tỏa chiếu xuống dưới nhân gian. Nhưng khi mà ánh sáng của mặt trời mà chiếu lên thì tất cả những cái ánh sáng khác sẽ không còn giá trị nữa, sẽ che nấp hết cái ánh sáng của ngọn đèn, của ngọn lửa, của cả ngôi sao hay là mặt trăng, mặt sao là sẽ không còn giá trị. Đấy là cái ánh sáng của mặt trời là sẽ che nấp hết ánh sáng của các cái thứ khác. Cũng vậy, khi mà con sư tử nó không rống lên, nó chưa rống lên cái tiếng rống của nó, thì văng vẳng ở trong những đám rừng sẽ có tiếng của những con chó rừng, những con dã can, hay là tiếng của những cái con của những cái con chim, hay là của những cái con muông thú tầm thường khác sẽ thi nhau. Sẽ thi nhau và la hét những cái tiếng nhỏ bé, và những cái tiếng đấy trở nên hỗn loạn, tức là những cái tiếng rống khác trở nên hỗn loạn. Nhưng khi một con sư tử cất lên tiếng rống thì tất cả những cái tiếng của muôn loài khác im bặt, vì cái uy lực của tiếng rống con sư tử làm cho các loài khác sợ hãi. Chim thì bay lên trời, cá lặn xuống nước, và các loài muôn thú khác ẩn sâu vào trong hang của mình. Thế thì cũng như thế, khi mà giáo pháp của Đức Phật chưa xuất hiện ở thế gian, có rất là nhiều những cái giáo pháp của các cái ngoại đạo thi nhau thuyết giảng nên những cái tư tưởng của mình. Ai cũng cho rằng cái tư tưởng của mình là cao siêu, là độc nhất, là độc đáo. Và ở thế gian lúc đấy người ta không thể phân biệt được giáo pháp nào mang là chân lý, giáo pháp nào đúng sự thật, giáo pháp nào có cái lợi ích cho đời. Và người ta cứ tùy theo cái tình cảm, cái cảm hứng của mình, và người ta theo cái tư tưởng này, theo cái tôn giáo khác. Nhưng khi mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp ở trên thế gian, thì những cái khi mà cái giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng nên thì sẽ lấn át hết tất cả những cái tư tưởng của ngoại đạo. Thì tất cả những cái pháp của ngoại đạo trở nên vô nghĩa. Tất cả những cái giáo pháp của ngoại đạo phơi bày ra cái sự nông cạn, phơi bày ra những cái sự ảo tưởng, phơi bày ra những cái con đường thô thiển, phơi bày ra cái sự thô thiển của cái giáo pháp ngoại đạo. Và tức là lúc đấy phơi bày ra cái tà kiến của các cái pháp môn của ngoại đạo. Và trong suốt cuộc đời Đức Phật thuyết giảng giáo pháp ở trên thế gian,
chưa có một cái vị đạo sư nào, chưa có một cái người ngoại đạo nào có thể đem được cái lý lẽ của mình đến để tranh luận được với Đức Phật. Không, tức là Đức Phật là lúc đấy trở thành một cái bậc không có đối thủ xứng tầm ở trên thế gian. Tức là không có ai có thể nói ngược lại được cái chân lý, nói ngược lại được cái giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng ra trên đời. Và cả những ai có đến tranh luận với Đức Phật thì cũng đều nhận lấy cái sự hổ thẹn khi mà được Đức Phật chỉ bày cho những cái sự thô thiển, cái sự si mê của mình. Thì có những người, người ta đã từ bỏ cái tà kiến đó và đi theo cái giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà cũng có người thì trở nên ủ rũ, hụt vai, cúi đầu, câm miệng, không nói nên lời, vì cái giáo pháp của họ không có thể nào mà biện luận được, là tranh luận được, là có thể so sánh được với giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy cho nên là giáo pháp của Đức Phật mới được gọi là tiếng rống con sư tử, hay là kinh sư tử hống. Thì cái bài kinh này là tiểu kinh sư tử hống, còn cái bài kinh sau là đại kinh sư tử hống. Tiểu kinh sư tử hống chỉ là một cái tiếng rống nhỏ thôi, đại kinh sư tử hống thì mới là cái tiếng rống lớn hơn. Thì hay là những cái tiếng rống con sư tử, điều đó muốn thể hiện là một cái người muốn thể hiện, muốn chứng tỏ mình là một cái địa vị, là một cái bậc tối cao, không có một cái pháp môn nào có thể cao hơn được. Thì đấy được gọi là tiếng rống con sư tử hay là sư tử hống. Thì cái nội dung của bài kinh nói về cái sự khác biệt giữa giáo pháp của Đức Phật và giáo pháp của các tôn giáo khác. Thì đây là một cái bài kinh mà Đức Phật chủ động và Đức Phật nói ra cái sự khác biệt. Và Đức Phật có thể nói với các tỳ kheo rằng mọi người toàn tự tin. Một cái người đệ tử của Đức Phật hoàn toàn tự tin vào những cái giáo pháp, vào những cái thành quả tu tập của giáo pháp của Đức Phật. Đó là nói về tiếng rống con sư tử, thì nội dung của bài kinh Đức Phật sẽ thuyết giảng như thế vậy. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Nâm, trong vườn ông Anathabindika Cốt Cô Độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: này các tỳ kheo, chỉ ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây là có sa môn thứ hai, ở đây là có sa môn thứ ba, ở đây là có sa môn thứ tư. Các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỳ kheo, các ông hãy chân chánh rống lên tiếng rống sư tử như vậy. Thì đây là ở ngay cái đoạn đầu tiên là Đức Phật khẳng định như thế. Chỉ có ở trong giáo pháp của Đức Phật là có sa môn thứ nhất, sa môn thứ hai, sa môn thứ ba và thứ tư. Thì sa môn thứ bốn, cái quả vị sa môn này là gì? Thì bốn cái quả vị sa môn này là Đức Phật nói đến bốn cái đạo quả hay là bốn cái thánh quả mà một cái người tu tập, tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy cho một cái người tu tập là để đạt đến những cái đạo quả giải thoát, hay còn gọi là tứ thánh quả, thì gọi là sơ đạo sơ quả, hay còn gọi là quả dự niu, nhị đạo nhị quả là quả nhất lai, tam đạo tam quả là quả bất lai, tứ đạo tứ quả là quả nậu tận hay là quả A-na-hán. Thì Đức Phật khẳng định rằng chỉ có ở trong giáo pháp này mới có quả sa môn thứ nhất, tức là mới có cái thánh đạo thánh quả thứ nhất, thánh đạo thánh quả thứ hai, ba, bốn, bốn cái thánh đạo thánh quả đấy chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có. Vậy thì trước khi mà Đức Phật chưa ra đời thì ở trên thế gian không có những cái quả vị sa môn này, tức là không có những cái bậc thánh nhân như là bậc thánh nhân sơ quả, thánh nhân nhị quả, tam quả và tứ quả này. Thế mà trên cuộc đời thì người ta vẫn có những cái người, người ta tự xưng mình là những bậc thánh nhân, hay là trên cuộc đời thì có rất là nhiều những cái tư tưởng, những cái tôn giáo người ta vẫn phong thánh cho những người mà phàm phu bình thường. Thì bây giờ phải nhận định cái đạo, cái quả thánh, cái quả sa môn quả này,
hay là những cái quả thánh ở trong đạo Phật và những cái bậc thánh ở các cái tôn giáo khác sẽ có cái sự khác nhau. Ví dụ như là ở trên đời người ta cứ thấy một cái người nào mà có những cái năng lực siêu nhân ấy, phi thường ấy, thì người ta sẽ gọi đấy là một vị thánh chẳng hạn. Nhưng mà trong đạo Phật thì Đức Phật hoàn toàn không có chỉ đến một cái vị thánh là một cái người có những cái năng lực thần thông phi thường, siêu nhiên khác thường là thánh nhân. Mà thánh nhân ở trong đạo Phật hay là những cái quả vị sa môn trong đạo Phật là những cái bậc, là những cái vị mà tu tập chứng đắc các cái đạo quả, thánh quả đấy, thì là được căn cứ vào cái sự giác ngộ của cái vị đó. Nếu như mà một cái vị nào mà có cái sự giác ngộ được các cái chân lý, giác ngộ được các cái sự thật thì mới được gọi là vị ấy chứng đắc được đạo quả, hay còn gọi là các cái bậc thánh nhân là cái để chỉ cái trí tuệ giác ngộ của cái vị đấy. Ví dụ như là một cái vị đó tu tập mà vị đó giác ngộ ra được cái sự thật về khổ, sự thật về các cái nhân sinh ra khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường đưa đến diệt khổ, thì vị đó phải giác ngộ trên cái chân lý đó. Khi mà giác ngộ ra được khổ tập diệt đạo bốn thánh đế đó ở cái quả vị thánh nhân thứ nhất, thì cũng đồng thời vị ấy sẽ đoạn trừ được những cái phiền não ở trong tâm, mà đoạn trừ được một cách hoàn toàn vĩnh viễn, không bao giờ nó sinh khởi lại ở trong tương lai. Như là vị đó sẽ đoạn trừ sơ quả, vị đó đoạn trừ được thân kiến, những cái tà kiến về cái thân này, vị đó giác ngộ ra được cái sự vô thường khổ vô ngã trên thân nam muội, chứ không phải là thường lạc ngã tịnh, bởi vì các pháp hữu vi nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì vị đấy hiểu rõ ràng nó là như thế, các pháp ấy là vô thường khổ vô ngã. Chứ còn một cái người phàm phu thì sẽ thấy nó là thường lạc ngã tịnh, cho nên sinh ra tham ái, sinh ra tà kiến. Còn cái vị đấy giác ngộ ra được cái chân lý là vô thường khổ vô ngã, cho nên vị ấy có chánh trí, vị ấy diệt trừ được tà kiến về cái thân, diệt trừ được những cái hoài nghi, là nghi rằng nó có những cái kiếp trước, kiếp sau, hay là có những cái nghiệp quả, nhân quả, nghiệp báo hay không, thì vị đó hoàn toàn dứt trừ được hoài nghi ấy. Vậy thì vị đấy có cái niềm tin tuyệt đối vào những cái pháp của Đức Phật, và những cái điều gì nói đúng chân lý thì vị đó chấp nhận, và những cái điều gì mà nói sai với sự thật, sai với chân lý thì vị đó sẽ không chấp nhận. Thì cái tâm của vị đó đã thể nhập với cái chánh trí như vậy. Thì đối với một cái bậc quả vị sa môn thứ hai, là bậc thánh quả thứ hai, thì vị đấy sẽ làm giảm bớt được những cái phiền não về tham dục và sân hận. Cũng thì ở quả vị sa môn thứ ba thì vị đó đoạn trừ hoàn toàn tham dục sân hận, tức là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ tham dục và sân hận. Quả vị sa môn thứ tư thì vị đấy đoạn trừ được hết tất cả những cái phiền não, gọi là bậc nậu tận, đoạn trừ được cái tham ái về các cái cõi sắc giới, vô sắc giới, đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ ngã mạn, đoạn trừ phóng dật, và các 10 kiết sử, năm thượng phần hy kiết sử, năm hạ phần kiết sử đều đoạn trừ hết. Thì đấy là cái quả vị sa môn, là để chỉ cho những cái sự giác ngộ chân lý và đoạn trừ những cấu uế phiền não ở trong tâm. Còn có ở trên đời thì có những cái bậc gọi là như các vị chư thiên, các vị thần thánh, thần linh, thì trong giáo pháp của Đức Phật không gọi các vị đấy là các vị thánh nhân, mà đấy nó chư thiên thì cũng có những vị là phàm nhân, phàm phu cũng có vị là thánh nhân. Thì các vị chư thiên cũng có những vị ấy tu chứng đắc được các cái quả vị thánh nhân này, các cái quả vị sa môn này, cũng có vị tu chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Các cái vị phạm thiên cũng thế. Còn ở thế gian thì người ta thường phong cho những cái vị nào có những cái công lao lớn đối với xã hội thì người ta có thể phong thánh, phong thần cho cái vị đó. Và ở trong đạo Phật thì không, với cái giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật không có thừa nhận những cái bậc thánh nhân là những cái người có những cái năng lực siêu nhân, siêu nhiên, ví dụ như là những người có thần thông, hay là những cái bậc thần linh, cái bậc chư, các vị chư thiên ấy, thì Đức Phật cũng không gọi những cái vị đấy là thánh nhân, mà thánh nhân chỉ là những cái người tu hành giác ngộ được chân lý và đoạn trừ được các phiền não. Vì vậy có những vị thánh nhân thì người ta có những cái năng lực thần thông siêu nhiên, cũng có những vị thánh nhân không có những cái năng lực thần thông đó. Ví dụ như có những vị thánh nhân thì có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, như tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, thì có những cái năng lực đó rất là siêu nhiên. Nhưng mà cũng có những cái vị thánh nhân chỉ là những cái người rất bình thường, ví dụ như là những cái bậc sơ quả,
thì cũng là vẫn làm những cái người bình thường như thế này, vẫn sống với mọi người bình thường mà những người bình thường khác cũng không thể nhận biết được đây là một cái người phàm phu hay thánh nhân. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật chỉ định như thế. Những người nào có cái sự tu tập, có cái sự giác ngộ chân lý, có cái sự đoạn trừ những cái phiền não thì mới được gọi là những bậc thánh nhân. Còn chứ không phải là gọi những cái bậc thánh nhân là những cái bậc có thần, có những cái năng lực siêu nhiên, có những cái thần lực, có những cái thần thông quảng đại gì hết. Thì đấy là cái quả vị thánh nhân ở trong đạo Phật là như thế. Cho nên Đức Phật mới nói là chỉ có trong cái giáo pháp này, chỉ có ở đây mới có cái quả vị sa môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, và ngoại đạo không có các cái quả vị sa môn này. Tức là ngoài cái giáo pháp này thì các tôn giáo khác không có cái sự tu tập và không có cái sự chứng đắc các cái đạo quả này, các cái thánh quả này. Vậy cho nên là khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn, trước vào cái đêm mà Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, thì có một cái vị du sĩ ngoại đạo Subhadra mới đến để hỏi Đức Phật rằng là ở thế gian cũng có rất là nhiều những người, người ta tự xưng tôi là A-la-hán cánh đẳng giác, vậy thì các vị đó với ngài là như thế nào? Thì Đức Phật chỉ nói rằng là ở đâu có bát chánh đạo thì ở đó có cái quả vị sa môn, còn ở đâu không có bát chánh đạo thì không có quả vị sa môn. Tức là nếu như một cái người nào thực hành theo bát chánh đạo thì vị đấy cũng có thể chứng đắc được những cái đạo quả đó. Còn những người nào không thực hành bát chánh đạo thì không chứng đắc được đạo quả. Dù cái người đó là một cái người tu hay là người tại gia, dù là cái người đó là Phật tử hay là cái người đó là tín đồ của một tôn giáo khác. Nhưng nếu như mà tu tập theo bát chánh đạo thì vẫn chứng được các cái quả vị sa môn. Vậy thì vì bát chánh đạo thì chỉ có từ khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật mới thuyết giảng ra bát chánh đạo. Nên trước khi Đức Phật thành đạo không thuyết giảng ra bát chánh đạo. Và chỉ có khi mà Đức Phật thành đạo rồi có thuyết giảng bát chánh đạo. Vậy có những ai thực hành bát chánh đạo này thì người đấy sẽ chứng được các cái quả vị sa môn, tức là chứng đắc được các cái thánh đạo thánh quả này. Thì Đức Phật mới khẳng định là như thế. Thì chỉ có trong cái giáo pháp này, thì khi mà Đức Phật thuyết giảng cái giáo pháp đó, có ai nghe đến giáo pháp đó, có ai đã từng thực hành cái giáo pháp đó thì mới có thể chứng đắc được bốn thánh đạo và bốn thánh quả sa môn ấy. Và Đức Phật nói rằng các ông hãy chân chánh và rống lên tiếng rống con sư tử như vậy. Rồi Đức Phật giải tiếp, này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói, chư tôn giả có tin tưởng gì, có sức lực gì mà tôn giả tuyên bố ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây là có sa môn thứ hai, ở đây là có sa môn thứ ba, ở đây có sa môn thứ tư, còn các ngoại đạo khác không có sa môn. Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như vậy thì cần trả lời họ như sau. Chư hiền, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết. Các bậc ấy đã biết bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói ở đây là có sa môn thứ nhất, ở đây là có sa môn thứ hai, ở đây là có sa môn thứ ba, ở đây là có sa môn thứ tư. Thế nào là bốn? Chư hiền, chúng tôi có lòng tin bậc đạo sư, có lòng tin pháp và có sự thành tựu viên mãn các giới luật. Và những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và những người xuất gia, được chúng tôi thương, được chúng tôi mến. Thì đấy là nếu như mà người ngoại đạo hỏi, tại sao các ông lại tự tin và tuyên bố về cái chỉ có các ông mới có các cái quả vị sa môn, thì hãy nói đến bốn cái điều đó. Là vì chúng tôi tin bậc đạo sư của chúng tôi. Vì bậc đạo sư của chúng tôi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Bậc đạo sư của chúng tôi nói như thế, nói rằng ở trong cái giáo pháp này mới có các cái thánh quả sa môn, các đạo khác không có thánh quả sa môn, và chúng tôi là người đệ tử. Có thể là những người đấy đã giác ngộ được chân lý, đã chứng đắc được tứ thánh đạo thánh quả, nhưng cũng có thể là những người đang trên đường tu tập chưa chứng đắc tứ thánh đạo tứ thánh quả, còn phải y cứ vào niềm tin. Còn những bậc mà đã chứng đắc từ sơ đạo sơ quả nên rồi, là vị đấy có niềm tin vào chính mình, là những người đã thấy pháp, đã thấy cái đạo quả sa môn rồi. Còn những người mà chưa có chứng đắc được các cái đạo quả thì cái vị đấy vẫn có cái niềm tin tuyệt đối vào cái bậc đạo sư của mình, bởi vì bậc đạo sư là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tin vào giáo pháp do bậc đạo sư thuyết giảng và sự thành tựu viên mãn các cái giới luật mà đang thọ trì. Thì những vị ngoại đạo có thể nói rằng, chư hiền, chúng tôi tự chánh kiến được bốn pháp mà Thế Tôn cho chúng tôi biết.
mà bậc đã thấy, đã biết bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nên chúng tôi nói ở đây là sa môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì các cái vị ngoại đạo sẽ nói như thế này: này các tỳ kheo, sự tình xảy ra, đây là Đức Phật dạy tiếp, sự tình xảy ra khi ở đây những du sĩ ngoại đạo có thể nói: chư hiền, chúng tôi có lòng tin bậc đạo sư, vị ấy là đạo sư của chúng tôi có lòng tin pháp, pháp ấy là pháp của chúng tôi thành tựu viên mãn các giới luật, những giới luật ấy là giới luật của chúng tôi, và những pháp hữu của chúng tôi là những người cư sĩ và cả những người xuất gia được chúng tôi thương, được chúng tôi mến. Chư hiền, như vậy có sự sai biệt gì, có sự đặc thù gì, có sự khác biệt gì giữa quý vị và chúng tôi? Chư tỳ kheo, nếu được các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cần trả lời họ như sau: chư hiền, cứu cánh là một hay là đa diện? Nếu mà trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo sẽ trả lời là cứu cánh là một, cứu cánh không phải là đa diện. Chư hiền, cứu cánh ấy cho người có tham hay cho người không tham? Thì nếu trả lời đúng đắn thì các ngoại đạo phải trả lời là cứu cánh ấy chỉ dành cho người không tham, chứ không thể có với người có tham. Chư hiền, cứu cánh ấy là chỉ cho người có sân hay người không sân? Nếu trả lời đúng đắn thì các du sĩ ngoại đạo phải trả lời rằng cứu cánh ấy chỉ có ở người không có sân, chứ không thể có ở người có sân. Chư hiền, cứu cánh ấy ở người có si hay người không có si? Thì nếu trả lời đúng đắn, các ngoại đạo phải trả lời là chư hiền, cứu cánh chỉ có ở người có, không có si, chứ không có ở người có si. Cứu cánh ấy ở người có ái hay người không có ái? Cứu cánh ấy ở người không có ái, chứ không thể ở người có ái. Cứu cánh ấy ở người có chấp thủ hay không có chấp thủ? Thì trả lời đúng đắn, các vị ấy phải trả lời cứu cánh ấy phải ở người không có chấp thủ. Cứu cánh ấy ở người có trí tuệ hay là người không có trí tuệ? Thì cứu cánh ấy chỉ có ở người có trí tuệ. Và cứu cánh ở đấy có ở người thuận ứng nghịch ứng hay ở người không thuận ứng nghịch ứng? Nếu trả lời đúng đắn, các cư sĩ ngoại đạo phải trả lời chư hiền, cứu cánh ấy cho người không thuận ứng, không nghịch ứng, không phải cho người thuận ứng nghịch ứng. Vậy chư hiền, cứu cánh ấy cho người ưa hí luận hay cho người không ưa hí luận? Thì cứu cánh ấy phải là người không ưa hí luận. Nếu trả lời đúng đắn, các cư sĩ ngoại đạo trả lời cứu cánh ấy cho người không ưa hí luận, không phải cho người ưa hí luận. Thì ở đây là để mà nói về một cái người giác ngộ cứu cánh, thì Đức Phật nói đó, rằng là nếu như các du sĩ ngoại đạo cũng nói rằng chúng tôi cũng có những cái đức tính như thế, có tin tưởng các bậc đạo sư, tin tưởng pháp và yêu mến những cái người đồng phạm hạnh của chúng tôi, thì lúc đấy phải hỏi về cái sự cứu cánh, tức là cái sự giác ngộ chân lý. Cái chân lý bây giờ thì mỗi người sẽ, vì tất cả các tôn giáo, các tư tưởng ở trên đời đều cho mình là chân lý. Cứu cánh đấy tức là cái sự chân lý, cái sự thật. Chân lý là cái sự thật. Vậy cái sự thật đấy, cái chân lý đấy, ai cũng tự cho mình rằng cái con đường của chúng tôi là đi đến chân lý, đi đến cứu cánh, đi đến sự thật. Cái pháp môn của chúng tôi tu tập là đi đến cứu cánh, đi đến chân lý và đi đến sự thật. Cái con đường này là đi đến cái sự hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là ở cái người có tham sân si hay là người vô tham, vô sân, vô si? Vậy thì cái người mà có trí tuệ, hiểu đúng sự thật thì hạnh phúc phải là cái người không có tham sân si. Không thể nói một người có tham sân si là cái người hạnh phúc. Không thể nói một cái người có đầy những cái phiền não tham si là một cái người có đạt được cứu cánh, đạt được chân lý, đạt được sự thật. Vậy cái người đấy có cái sự chứng ngộ, chứng đắc, đạt được cái cứu cánh, đạt được chân lý, đạt được sự thật, là cái người đấy là một cái người không có tham, không có sân, không có si. Đấy, hãy căn cứ vào đấy để nhận định được là cái con đường ấy, đạo lộ ấy, cái người đấy có giác ngộ hay không. Cái người đấy cứu cánh ấy, cái người chứng ngộ được cứu cánh ấy, cái người chứng ngộ được chân lý, các sự thật đấy, là người có tham ái hay người không có tham ái? Vậy thì cái người đó phải chắc chắn phải là một cái người không có tham ái. Nếu như một cái người nào đó ở trên đời này tuyên bố rằng tôi là một cái vị đấy, tuyên bố rằng có một cái vị nào đó đã tu tập chứng đắc các cái đạo quả, đã là một cái bậc thánh nhân. Nếu một cái vị nào đó tuyên bố là bậc thầy của chúng tôi là bậc thánh nhân, hay tuyên bố rằng bản thân họ là một cái bậc thánh nhân, là cái một cứu cánh, thì bây giờ phải căn cứ vào đâu để có thể nhận định được đó là một cái bậc chân nhân, đó là một cái bậc thánh nhân, đó là một cái bậc giác ngộ chân lý, cứu cánh sự thật?
Đấy thì chỉ có căn cứ vào vì đó còn tham dục hay không, vì đó có sân hận hay không, vì đó có tà kiến hay không, hay là vì đó có chấp thủ hay không, hay là vì đó là người có trí tuệ hay không. Và đây Đức Phật nói là vị ấy có thuận ứng nghịch ứng hay không thuận ứng nghịch ứng. Đây là một cái câu thuật ngữ, tức là thuận ứng ở đây là tham, có tức là cái lòng tham, tham ái nó vẫn còn chạy theo các cái ngoại cảnh. Còn nghịch ứng ở đây là sân hận, vẫn còn có cái tâm sân hận thì gọi là thuận ứng nghịch ứng. Vậy cái người cứu cánh đấy không có thuận ứng, tức là không có tham ái, không có sân hận. Vậy nữa nè, vậy một cái người đấy là một cái bậc cứu cánh đấy, cái vị đấy có ưa hí luận hay không ưa hí luận? Hí luận là gì? Hí luận ở đây là cái vị đấy thích nói chuyện, tức là cái người đấy thích khoe khoang, thích đề cao cái bản ngã của mình. Tức là một cái người nào mà luôn luôn có cái sự khoe khoang, vỗ ngực tự hào, tự cho tôi là cái bậc này bậc nọ chẳng hạn, thì cái đời đấy được gọi là cái người thích hí luận hay là ưa đi luận chiến. Một cái người đấy ưa thích là đi tranh luận hơn thua, tức là một cái người còn thích khen mình chê người, thích tranh luận, thích thắng thua, thì cái đấy là gọi là ưa hí luận. Thì một cái người mà đạt được cứu kính, chứng đắc được chân lý rồi, thì lại căn cứ là cái người đấy có khen mình chê người không. Nếu là một cái người còn khen mình chê người thì chắc chắn là cái người đấy không phải là một cái người đã giác ngộ chân lý. Người giác ngộ chân lý thì phải không khen mình chê người, không ưa những cái hí luận, nói những cái chuyện nhảm nhí thường tình ở trên thế gian. Ví dụ như là vị đó hay nói về những cái chuyện tham dục sân hận, hay khen chê yêu ghét ở trên đời, thì đấy nó gọi là ưa hí luận hay không ưa hí luận. Thì đấy là căn cứ vào những cái điều đó, căn cứ vào những cái điều đó thì mới có thể biết được là cái vị đạo sư đấy có phải là một cái bậc giác ngộ hay không, cái vị đó tu tập có phải là cái người chứng đắc hay không, cái vị đó có phải là cái bậc chân nhân hay không. Nên là căn cứ như thế. Thì sư xin lấy một cái ví dụ là, ví dụ như là mà một cái thời gian trước có một cái người, cũng có một cái vị nam, một cái người nam cũng đến nói với sư rằng là tôi cũng là một cái người tu đã chứng đắc, đã tu chứng đắc viên mãn những cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Thì nói ám chỉ nhưng là vị nó đã một là bậc tu chứng A-la-hán. Thì lúc đấy thì sư cũng có cái cách sư hỏi lại. Thì vị đó sư chỉ hỏi lại là thế thì anh đã tu tập chứng đắc đã ngang bằng với Đức Phật chưa? Thì vị nó bảo tôi có ngang bằng với Đức Phật. Thế là lúc đấy sư chỉ hỏi là thế thì Đức Phật thì có tam minh lục thông, trí tuệ phân tích, thì anh có tam minh không? Anh có thiên nhãn không? Anh có túc mạng thí để thấy kiếp trước không? Anh có nậu tận trí không? Thì bảo tôi không có. Thì lúc đấy nếu như vị đấy bảo có thì lúc đấy sư sẽ bảo là thế bây giờ xuống nhìn cõi địa ngục xem như thế nào, nhìn cõi trời như thế nào. Thì vị đấy bảo không có, không có túc mạng trí, không có thiên nhãn trí. Thế sư mới hỏi thế còn có tham dục không? Còn ưa thích ái dục không? Thì vị bảo còn. Thế là sư lại hỏi là thế còn sân hận không? Thì vị bảo còn. Thế thì bảo vậy thì sao chưa đoạn trừ được một cái phiền não gì, không có tam minh lục thông, sao dám xưng là mình đã tu ngang với Phật? Nhưng mà thì cái vị đó trả lời tôi đoạn trừ được cái si. Đoạn trừ được cái si, si là gốc rễ của tham và sân. Thế mà đoạn trừ si như thế nào? Và khi mà tôi cứ cái si nó đến thì tôi cứ đuổi nó đi. Hỏi si là cái gì? Thì si là một cái hôn trầm. Hôn trầm nó cứ đến thì mình đuổi đi. Thế thì thường thường là đấy là chỉ là một cái sự ảo tưởng của một cái người tu tập như thế. Thế thì lúc đấy thì sư mới nói là đấy thì tất cả những cái lời đó nói đấy như thế nó đều là một cái sự ngã mạn, một cái sự ngạo mạn, một cái sự tăng thượng mạn. Tu tập như thế mà dám nói rằng mình đã ngang với Phật hay là tu tập viên mãn các cái pháp của Phật mà Đức Phật đã dạy như thế. Một cái người mà tu tập như thế đạt đến chân lý, đạt đến cứu cánh là đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, đoạn trừ ngã mạn, đoạn trừ tà kiến, thành tựu được chánh trí, thành tựu được cái trí tuệ. Thì đó mới là một cái bậc thánh nhân, mới là cái đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật. Chứ còn mình còn những cái phiền não như vậy, còn những cái cấu uế như vậy, còn những cái tà kiến, còn những cái ngu si như vậy mà tự xưng mình là thánh nhân, tự xưng mình là những cái bậc đã giác ngộ chân lý, thì điều đó là ảo tưởng, là si mê tà kiến. Thì đấy là vậy thì chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật, chỉ có cái người thực hành cái giáo pháp này mới đạt đến
được cái khả năng đoạn trừ được những cái cấu uế phiền não ở trong tâm này. Chứ tất cả những tư tưởng khác, những giáo pháp khác, những ngoại đạo khác, không có một cái giáo pháp nào trên cuộc đời này mà có những cái sự tu tập để đoạn trừ những cấu uế phiền não này. Thì chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới chỉ dạy, mới hướng dẫn, mới có cái những cái pháp môn tu tập để đoạn trừ những cái cấu uế đó, đoạn trừ những cái phiền não đó, thì và để đi đến cái sự giác ngộ các cái chân lý đó. Còn tất cả các ngoại đạo khác từ xưa cho đến ngày nay thì cũng đều chỉ dạy cho con người được những cái đạo đức thì có thể là tất cả các tôn giáo đều dạy con người là phải sống, yêu thương nhau, phải đoàn kết, phải hòa hợp, phải giúp đỡ nhau. Cái điều đó thì đạo lý ở thế gian cũng đều có thể dạy được, và ai cũng có thể dạy bảo được cái điều đó. Nhưng mà để mà yêu thương được muôn loài thì cũng đã ít tôn giáo dạy được rồi. Có những tôn giáo chỉ yêu thương con người, yêu thương cùng đạo với nhau, cũng có khi chưa chắc đã yêu thương được những người khác đạo, chứ đừng nói đến yêu thương muôn loài. Còn chưa nói đến cái sự giác ngộ các chân lý, đoạn trừ những cấu uế phiền não ở trong tâm. Thì chính vì vậy cho nên là Đức Phật mới khẳng định rằng chỉ có ở trong giáo pháp này, chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có những cái quả vị sa môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư như vậy. Và Đức Phật dạy tiếp này, chư tỳ kheo, có hai loại chi kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Chư tỳ kheo, những sa môn hay bà na môn nào chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, cố chấp hữu kiến, những vị ấy sẽ bị chướng ngại với phi hữu kiến. Chư tỳ kheo, những sa môn hay bà na môn nào chấp trước hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, cố chấp phi hữu kiến, những vị ấy bị chướng ngại bởi hữu kiến. Chư tỳ kheo, những sa môn hay bà na môn nào không như thật tuệ chi sự tập khởi, sự đoạn diệt của các loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ni của chúng, những vị này là những vị có tham, có sân, có si, có ái, có chấp thủ, không có trí, có thuận ứng, có nghịch ứng, có ưa hí luận, có thích hí luận, những vị ấy không giải thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Thì đây là những vị sa môn hay bà la môn nào mà có cái sự chấp trước vào hữu kiến và phi hữu kiến. Ở đây là hữu kiến là chấp thường, tức là chấp rằng có một cái linh hồn nó sẽ tồn tại mãi mãi, tức là chấp có và chấp không đấy. Phi hữu kiến tức là thì chấp trước rằng chết rồi là hết, không còn một cái gì tồn tại, không có đời sau. Còn hữu kiến thì chấp trước rằng khi chết sẽ có một cái linh hồn nó tồn tại vĩnh hằng, tức là nghĩ rằng có cái linh hồn nó trú ở trong cái thân này, và khi chết nó sẽ tồn tại vĩnh hằng ở một cái cõi nào đó, thì đó là chấp trước vào hữu kiến. Thì cái người chấp trước vào hữu kiến đấy sẽ mâu thuẫn với người chấp trước phi hữu kiến. Thì cái người phi hữu kiến tức là cái người chấp đoạn, cái người chấp rằng chết rồi là hết. Còn một người thì nói là chết rồi sẽ còn mà vĩnh hằng, còn linh hồn vĩnh hằng. Còn người nói là chết rồi là hết, không còn gì cả. Thì hai cái người này sẽ đấu tranh với nhau. Hai cái dòng hệ tư tưởng này không thể hòa hợp được với nhau. Nếu ở một cái môi trường nào mà có hai người mà có hai tư tưởng khác nhau như thế này, thì họ sẽ tranh luận nhau, họ sinh ra đấu tranh, cạnh tranh, luận tranh, đả thương nhau bằng những cái miệng lưỡi, hoặc là đả thương nhau cả bằng binh khí, vì tư tưởng bất đồng sinh ra cái sự tranh luận, sinh ra cái sự tranh chấp, sinh ra sự đấu đá. Và ở trên cuộc đời này sẽ có rất là nhiều những cái sự tương tàn tương sát nhau vì cái tư tưởng bất đồng này. Có người là cho chết rồi còn, người cho chết rồi là hết, thì đấy là chấp trước hữu kiến. Thì cả hai cái tư tưởng này là hai cái tư tưởng của các tôn giáo khác có thời Đức Phật mà. Mặc dù có rất nhiều các tôn giáo khác nhau, nhưng mà chia ra chỉ có những cái tôn giáo, một là theo về cái pháp, theo về cái sự chấp thường, tức là cho rằng chết rồi là sẽ còn một linh hồn tồn tại mãi mãi vĩnh hằng, và có một cái hệ tư tưởng khác là nói rằng chết rồi là hết, không có gì cả, nên là sống ở trên đời làm thiện làm ác cũng như nhau. Còn có những người thì nói rằng làm thiện thì được sinh lên thiên đàng, làm chết thì phải đọa địa ngục. Và cái luận thuyết của người ta, tư tưởng của người ta, kiến giải của người ta, nó chỉ dừng lại ở đấy, nó không thể đi xa hơn được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ không thấy được cái pháp duyên khởi, không thấy được những cái pháp do nhân duyên, những cái pháp duyên sinh. Cho nên là Đức Phật nói rằng nếu như một người không thấy sự tập khởi, sự đoạn diệt của cái hai loại kiến này,
thì vị ấy không thể nào mà thoát khỏi khổ đau. Sự tập khởi tức là thấy ra được những cái nhân, những cái nguyên nhân nào nó sinh lên cái mình mà có sự hiện hữu của chúng sinh này, và những cái nguyên nhân nào nó diệt đi của cái sự hiện hữu này. Thì vậy thì một cái người nào phải thấy được hiện tại, nhưng mà cũng phải thấy được cái nhân nào nó sinh ra hiện tại này. Ví dụ như là bây giờ mình có thể nhìn thấy tất cả những cái gì trước mắt mình. Mình có thể nhìn thấy một cái cây nó đã mọc lên ở đây từ 1 năm, 10 năm, 100, 1.000 năm rồi. Nhưng mà mình lúc này mình sẽ nghĩ gì về cây này? Mình bảo ngày xưa có một cái vị thần vị tạo ra cây này. Thì cái điều đó là vị đó không hiểu biết gì về nhân quả. Vậy thì cái người có trí tuệ phải biết rằng vậy thì cái cây này trước kia nó là một cái hạt giống, có thể từ cái hạt đấy nó mới mọc lên cái cây này. Rồi cái cây này nó sẽ đến một ngày nào đó nó sẽ hoại diệt và nó sẽ để lại cái hạt giống, nó sẽ mọc lên cái cây tiếp theo. Cũng như vậy, thì bây giờ có những cái mà nó sinh ra trước mình hàng trăm, hàng triệu năm mình không nhìn thấy. Mình có thể nhìn thấy những cái đất trời, cỏ cây, hoa hóa, núi sông. Thì mình có thể nhìn thấy nó đang sừng sững, nó hiện hữu đấy vì mình sinh ra nó đã có ở đấy rồi. Thế mình chỉ nhìn thấy nó rồi bắt đầu mình suy luận tùm lum. Có người thì nói là ngày xưa có một cái vị thần linh đã dùng cái thần thông của mình và tạo ra đội đá bá trời lên, xong là vì bắt đầu phá hủy những cái trụ trời đấy, là tạo ra những cái sông núi này. Thế thì mỗi người sẽ phát sinh ra những cái học thuyết khác nhau, những tư tưởng để luận thuyết khác nhau ở trên cuộc đời. Vậy thì những cái người đấy, người ta chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà người ta không nhìn thấy những cái nhân duyên nó còn tiềm ẩn ở đằng sau. Người ta chỉ nhìn thấy là có những con người hiện hữu trên cuộc đời này, có những cái người thì hạnh phúc, có người khổ đau, có người xinh đẹp, có người xấu xí, có người thì tài trí, có người ngu si, có người tức là khác nhau cái sự bất đồng đấy, nhưng người ta không nhìn ra được cái nguyên nhân tại sao có sự bất đồng đấy. Vậy thì cái người nào phải thấy ra được cái tính tập khởi, tức là thấy được cái tính duyên khởi và tính đoạn duyệt của nó, thì vậy thì cái vị đấy phải truy về quá khứ, tại sao mình có cái sự hiện hữu sinh già bệnh chết này, vì mình có sinh ra, tại sao có tái sinh, bởi vì là có những cái nghiệp hữu ở trong quá khứ, tại sao có nghiệp hữu vì có chấp thủ, tại sao có chấp thủ vì có tham ái. Thì đấy là cái người mới thấy ra được những cái pháp duyên khởi, do cái này nó sinh thì cái kia nó mới sinh, rồi do cái này diệt thì cái kia nó diệt, nếu tái sinh diệt thì già chết sầu bi khổ yếu não diệt, nếu mà nghiệp hữu diệt thì tái sinh mới diệt, chấp thủ diệt thì nghiệp hữu mới diệt, tham ái diệt thì chấp thủ mới diệt. Thì đấy là những cái gọi là cái thấy được sự tập khởi, thấy được cái sự đoạn diệt của nó, thấy được sự vị ngọt, thấy được vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm, thấy được sự suốt ni của chúng. Tức là trên đời khi sinh ra trên đời mình sẽ thấy là có những cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự suốt ni. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ thấy có rất là nhiều những cái khả ái hấp dẫn ở trên cuộc đời này, thì đó là vị ngọt. Ví dụ như là mình thấy khi sinh ra trên cuộc đời mình sẽ thấy có rất là nhiều những cái cảnh đẹp, mình chạy theo những cái sắc đẹp, có rất là nhiều những cái âm thanh mê ni hay ho, mình chạy theo âm thanh, chạy theo mùi hương, chạy theo vị, tức là chạy theo ngũ dục đấy, sắc thanh hương vị xúc, đấy là cái vị ngọt ở trên đời. Và phải thấy được sự nguy hiểm. Vậy cái gì là cái sự nguy hiểm? Cái tham dục đối với lại những cái mà mình đang chạy theo này này, thì đấy là sự nguy hiểm. Cái tham dục nó khởi lên, nó thiêu đốt cái lòng mình, thì đó là sự nguy hiểm. Đó, như là một cái người thấy một cái người khác, người ta hút thuốc phiện, hút ma túy, rồi mình cũng thử hút theo và mình cảm thấy thích thú, thì đấy là vị ngọt. Và mình cảm thấy thích thú khi mà một cái người đó mà dùng những cái chất say nghiện đó, thì đấy là vị ngọt. Và sự nguy hiểm là mình sẽ bị nghiện, mình sẽ bị lệ thuộc vào đấy, mình sẽ bị, khi nào mà không được thỏa mãn là mình sẽ bị thiêu đốt, mình sẽ trở nên bị rối loạn, bị cuồng loạn. Cũng như vậy, khi mà một cái người mà mình chạy theo những cái tham dục ở trên cuộc đời này, một người chạy theo tham dục về sắc dục, thanh dục, hương vị dục, vị xúc dục đấy, thì khi mà mình càng chạy theo nó thì mình càng bị tham ái đắm nhiễm, đắm chìm ở trong đó, càng bị nó thiêu đốt. Và khi nào mình không được thỏa mãn những cái tham dục, cái tham ái đó, thì mình sẽ bị chính cái tâm tham dục tham ái đó thiêu đốt lại chính mình. Đó chính là sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm và sự suốt ni. Thì suốt ni là cái gì? Sự suốt ni là sự đoạn trừ dục tham. Khi nào mình đoạn trừ được dục tham,
đối với những cái khả ái hấp dẫn, đối với ngũ dục ở trên cuộc đời, đó là cái sự xuất ni. Thì một cái người phải thấy được cái sự nguy hiểm, sự thấy được sự vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ni của cái sự hiện hữu ở trên cuộc đời này, thì cái người đấy mới thoát khỏi khổ đau. Còn người nào mà chưa giác ngộ, chưa thấy được như vậy, thì cái vị đó còn chạy theo những cái tham dục đấy, thì vị đó sẽ có tham, có sân, có si, có ái, có chấp thủ, và cái người đó sẽ là người không có trí tuệ. Một cái người mà chưa đoạn trừ được tham vô minh, tham ái, chấp thủ thì không có trí tuệ. Khi nào có đoạn trừ được thì mới có trí tuệ. Rồi Đức Phật dạy tiếp: chư tỳ kheo, những sa môn bà na môn nào như thật tuệ chi sự tập khởi sự đoạn diệt của hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Những vị ấy là những vị không tham, không sân, không si, không ái, không chấp thủ. Những vị ấy là người có trí, không có thuận ứng, không có nghịch ứng, không ưa hí nuộn, không thích hí nuộn. Những vị ấy giải thoát khỏi sinh già chết, sầu bi khổ yêu não. Ta nói những vị ấy là những người giải thoát khổ đau. Thì chỉ khi nào một cái người mà thấy được những cái sự tập khởi của những cái pháp chấp thường hay là chấp đoạn, hay một cái người mà chấp thường cho rằng nó còn thường hằng đấy, là vì người ta không hiểu được cái lý nhân duyên, cái tính duyên khởi của nó. Nó cái gì nó cũng phải có nhân, nhân mà nó phải có duyên nữa thì nó mới hòa hợp, thì nó mới hợp thành. Vì một cái người mà hiểu ra cái tính nhân duyên thì cái duyên thì lúc có nó hợp, lúc nó tan, nó giống như ở trên bầu trời có những cái đám mây, lúc thì nó tụ lại, nó thành cái hình con chó, con bò, con ngựa, nhưng mà cũng có lúc nó sẽ tan ra. Thì tất cả những cái pháp trên thế gian, các cái pháp hữu vi ở trên thế gian, nó đều là cái duyên hợp. Ví dụ cái thân tứ đại của con người, nó nhờ có đất, có nước, có lửa, có gió này, có nghiệp, có tâm, có thời tiết, có vật thực này, nó mới tồn tại. Nhưng mà khi mà đất nước và gió đó tan hoại, nghiệp tâm, thời tiết và vật thực này nó tan hoại, do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, do mình bị đoạn cái mạng sống, do hết cả thọ và nghiệp, nó cũng giống như là một cái ngọn đèn dầu mà nó còn ánh sáng là do nó còn có dầu. Khi nào hết dầu thì nó sẽ tắt. Cũng như vậy, khi nào mình còn có những cái nghiệp, còn có tham ái, còn có chấp thủ, còn có nghiệp, thì những cái sự sống này nó được duy trì. Nhưng khi nào mà mình hết cái nghiệp đó, hết cái tham ái, hết cái chấp thủ đó, thì những cái sự tái sinh, những cái sự sống ở trên đời này nó dừng lại. Vậy cái một cái người có cái sự hiểu về những cái nhân quả, về những cái nghiệp báo đó, thì cái vị đó mới là người có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực. Còn những người nào mà mình chưa thấy được cái nhân quả, chưa thấy được nghiệp báo đó, thì họ còn rơi vào một trong hai cái tà kiến, hoặc là người ta chấp thường cho rằng chết rồi sẽ còn một cái linh hồn tồn tại bất biến, hoặc là người ta sẽ rơi vào một cái chấp đoạn cho rằng chết rồi là hết. Cả hai cái đấy là tà kiến. Cả hai cái sự chấp trước đó sẽ sinh ra tham, sân, si, ngã mạn, ái dục, tà kiến, vô minh, và không thoát khỏi già chết, sầu bi, khổ, yếu não. Còn những người giác ngộ ra ấy, thì sẽ đoạn trừ được tham sân si, đoạn trừ được vô minh, tham ái, chấp thủ và chấm dứt được khổ đau. Thì ở đây Đức Phật lại nói về bốn cái pháp chấp thủ ở trên cuộc đời. Trên cuộc đời nó có bốn cái pháp chấp thủ, và cái giáo pháp của Đức Phật bởi vì phá vỡ được cái sự chấp thủ này cho nên là đi đến cái sự giác ngộ chân lý, giải thoát khổ đau. Còn tất cả những cái pháp của ngoại đạo, bởi vì người ta không đoạn trừ được bốn cái chấp thủ này cho nên là người ta không thể giác ngộ được chân lý, không thể chấm dứt được khổ đau. Thì đây là Đức Phật nói dạy tiếp: chư tỳ kheo, ở đây có bốn loại chấp thủ. Thế nào là bốn? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, có những sa môn bà na môn tuy tự xưng niễu chi tất cả thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự niễu chi tất cả thủ. Họ hiển thị sự niễu chi về dục thủ, nhưng không hiển thị sự niễu chi về kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Đây là có bốn loại chấp thủ ở trên đời. Dục thủ, tức là một cái bốn cái là dục này, tức là một cái người chấp vào dục, tức là cho rằng dục là cái tham dục ấy. Ví dụ cái người đấy chấp là sắc đẹp này là của tôi. Ví dụ vị đó soi gương, vị đó nhìn thấy mình đẹp chẳng hạn, vị đó nghĩ là mình đẹp, cái sắc đẹp này là của tôi, thì đấy được gọi là dục thủ. Thanh hương vị xúc đấy, thanh này là của tôi, hương này là của tôi, vị của tôi, xúc này của tôi, tức là chấp vào những cái dục, tham dục, cho rằng những cái đấy là của mình. Thì chấp thủ là cái gì?
chấp thủ là cái tham ái nó ở cái mức độ quá mạnh, nó thành chấp thủ. Ví dụ như là khi mình đi đâu mình nhìn thấy một cái gì đẹp chẳng hạn, thì mình nhìn thấy mình ưa thích, thì cái tâm ưa thích đó là tham ái. Rồi mình trở nên cái khao khát, mong rằng cái đẹp đó là của mình. Thì lúc đấy nó đã trở thành chấp thủ. Tức là cái gì mà mình thấy nó là khả ái, hấp dẫn, mình ưa thích nó, thì lúc đấy nó mới là tham ái. Nhưng cái ưa thích đó mạnh hơn một chút nữa thì đó là chấp thủ. Như là ví dụ như là lấy một cái ví dụ thực tế, một cái đứa trẻ lớn lên, một cái sinh ra là một người nam, lớn lên là một thanh niên, em bắt đầu đi thấy một cô gái đẹp, em bắt đầu phải cái cô này đẹp quá, thì lúc đấy là tham ái, bảo mong sao cái cô này phải là của mình, rồi bắt đầu phải đi hỏi cưới, rồi rước dâu về, thì đó là chấp thủ. Đây là của tôi. Thì lúc đấy, cái lúc mà chưa yêu thì nó đây không phải là của tôi, ai làm gì cũng được, nhưng đây đã là của tôi rồi, ai động vào chết với tôi, đấy là chấp thủ. Chấp thủ cũng thế, cái người ta có thể chấp thủ cái ở bên ngoài, có thể chấp thủ cái bên trong, như là cái ở bên ngoài mình, cái ở trong thân mình, thì mình sẽ chấp đây là cái thân sắc của tôi, cái tư tưởng của tôi, cái sự cảm nhận của tôi, cái hành động của tôi, cái nhận thức của tôi. Người ta sẽ chấp thủ vào năm uẩn của mình như thế. Người ta cũng có thể chấp thủ vào năm uẩn ở bên ngoài. Đây là cái sắc này là của tôi, cái nhà của tôi, người thân của tôi, con tôi, đây là tài sản tôi, đây là châu bò của tôi, đất đai của tôi, ai đụng vào chết với tôi. Thì đấy là những cái đấy gọi là chấp thủ ấy. Chấp thủ mình chấp nó có cái của tôi, thì những cái đấy đều được gọi là dục thủ. Mình chấp về cái thân của mình cũng là dục, là tham dục. Mình chấp thân người khác mà mình cho rằng của mình là tâm tham dục. Mình chấp những cái tài sản là động sản hay bất động sản, tiền vàng bạc cái là của mình, thì đấy cũng là tham dục, cái gì là của mình. Thì đấy là tham dục, đấy được gọi là dục thủ. Cái hai là kiến thủ. Kiến thủ là mình chấp vào cái hiểu biết của mình. Ví dụ trên đời có rất là nhiều chấp trước vào những cái hiểu biết của mình, cái chi kiến của mình, cái nhận thức của mình, cái tư tưởng của mình, thì đấy được gọi là kiến thủ. Ví dụ như là mỗi người có theo một cái niềm tin và một cái tôn giáo, hay là những người theo đạo Phật thì có nhiều cái hệ phái. Ví dụ như là có những người theo về Tịnh Độ Tông thì phải nói rằng là thì chấp rằng là phải tu tập cái pháp môn này mới là đúng, phải tịnh độ mới là đúng. Người theo Mật Tông phải nói là phải trì chú này mới là đúng. Người theo Thiền bảo phải hành thiền như thế này mới là đúng. Thì đấy được gọi là kiến thủ. Mỗi cái người sẽ chấp về cái sự hiểu biết của mình, cho rằng là cái hiểu biết của mình, cái tư tưởng của mình, cái nhận thức của mình mới là chân lý, mới là đúng, mới là sự thật. Còn cái người khác là sai, là trái, không đúng sự thật. Thì đấy được gọi là kiến thủ, chấp vào những cái chi kiến, những cái học thức, những cái nhận biết của mình. Hay cái người chấp thường ấy, cho rằng chết rồi sẽ còn một linh hồn tồn tại mãi mãi, và họ cho rằng đây là chân lý, đây là sự thật, chết rồi sẽ tồn tại mãi mãi vĩnh hằng, linh hồn sẽ tồn tại mãi ở trên thiên đường hoặc dưới địa ngục. Đấy được gọi là một cái kiến thủ. Nhưng có một người thì cho rằng không, chết rồi là hết, không còn cái gì nữa, không còn nhân có quả, không còn cõi nào hết, thì đấy cũng được gọi là kiến thủ. Chấp thường, chấp đoạn đều là cái chi kiến của người đó. Thế thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là một cái người chấp vào một cái sự kiêng cấm, kiêng kỵ, kiêng cấm nào đấy. Ví dụ như là một cái người người ta cho rằng, nhất là cái người Ấn Độ thời xưa, người ta cho rằng là cái con sông Hằng là cái dòng sông linh thiêng, nếu mà ai mà có tội lỗi gì cứ ra tắm sông Hằng là hết, là sạch tội hết. Vì vậy cho nên là người ta hay ra tắm sông Hằng, người ta đấy là rửa tội. Thì đấy được gọi là một cái giới cấm thủ. Hay là có những cái người người ta nghĩ rằng mình muốn có được những cái phước lành thì cần phải tu những cái pháp môn khổ hạnh, như là tu hạnh con bò, tu hạnh con chó. Nên là cái người tu hạnh con chó thì người ta bắt chước cái hành vi của con chó, ngồi chồm hổm ăn đồ ăn quăng xuống đất, đi bằng bốn chân, hay là gì, giống như là bắt chước những cái hành động của con chó vậy. Người thì bắt chước cái hành động của con bò, hay là có những cái đạo người ta thờ bò, thờ chó, thờ rắn. Thì đấy được gọi, và người ta tổ chức những cái nghi lễ, những cái nghi lễ mê tín dị đoan ở trên đời. Và người ta nghĩ rằng những cái nghi lễ đấy đem lại cái an vui hạnh phúc cho thế gian này. Như là thế gian này, khi mà trong gia đình người ta cứ gặp một cái chuyện gì không may mắn thì người ta nghĩ rằng có thần linh nào đó trách phạt, cho nên người ta phải giết mổ các loài súc vật, thì người ta cúng tế các vị thần linh, cho rằng có như vậy thì mới đem lại cái may mắn hạnh phúc cho đời. Thì tất cả những cái điều này được quy vào gọi là giới cấm thủ, cái người chấp thủ vào giới cấm. Và thứ ba là ngã nuộn thủ. Ngã nuộn tức là một cái người đó
cho rằng cái thân nam uẩn này là ta là của ta, là tự ngã của ta. Và người ta vướng vào chấp thường, chấp đoạn ấy, cũng đều gọi là ngã luận thủ. Tức là người ta chấp thủ vào cái sự suy luận về cái bản thân, thân tâm của chính mình, về cái con người của chúng mình. Với con người này, nó từ đâu đến đây và chết nó sẽ đi về đâu. Đấy là những cái suy luận về bản ngã. Là như thế, con người từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu. Đấy là gọi là bốn cái chấp thủ. Mỗi người sẽ có một chấp vào cái tư tưởng của mình khác nhau. Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì có những cái vị Sa môn, Bà la môn, tức là có những cái người ngoại đạo khác, họ tự trưng là nhiễu chi được tất cả thủ. Nhưng cũng có một số người, một số các cái ngoại đạo, họ nhiễu chi được dục thủ, tức là họ biết là tham dục là xấu, tham dục là xấu xa. Và người ta sẽ diệt trừ tham dục, người ta sẽ tu chủ trương là diệt trừ tham dục. Mà cái cách diệt trừ tham dục của họ là bằng cái cách tu khổ hạnh chẳng hạn. Ví dụ như là có những người, người ta diệt trừ tham dục bằng cái cách là người ta sẽ sống không có một cái nhu cầu gì. Ví dụ như là người ta sống lõa thể, sống trần chuồng, không theo một cái nghi lễ nào hết. Hay là người ta ăn uống rất là kham khổ, người ta sống một cái đời sống rất là kham khổ. Người ta thực hành những cái pháp môn tu khổ hạnh để với cái mục đích là để diệt trừ cái tham dục đấy. Thì một cái người, người ta có cái hiểu biết rằng là tham dục đấy là xấu xí, thì người ta cũng có thể được coi là một cái người không chấp thủ vào tham dục. Và nhưng mà để mà đoạn trừ được tham dục thì người ta không có phương pháp, không có con đường, không biết cách thức để đoạn trừ được tham dục. Người ta có thể hiểu trên cái hình thức là người ta hiểu tham dục này là xấu, người ta có thể giáo dục nhau, dạy bảo nhau và thường xuyên nhắc nhở nhau hãy sống, đừng có tham, đừng có tham dục, đừng có tham hưởng thụ, hãy sống đạm bạc chi túc. Có thể người ta hiểu được điều đó, nhưng mà người ta sẽ vướng vào kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ thì chưa chắc người ta đã phá vỡ được. Nhưng mà cũng có những người, người ta sẽ phá vỡ được cả cái kiến thủ, người ta sẽ không rơi vào chấp thường, cũng không rơi vào chấp đoạn. Người ta cũng biết rằng là chết rồi thì cũng không phải là còn tồn tại mãi, mà cũng không phải là mất hẳn, mà có thể sẽ còn đi tái sinh. Thì cũng có những cái vị Sa môn, Bà la môn, vị ấy có thể nhớ được về những kiếp trước của mình, cũng có thể vị ấy có thể có thiên nhãn thấy được những cái thiên giới đọa xứ, thì người đã vị đó cũng có thể có được một chút tri kiến, thì người đó cũng sẽ không rơi vào những cái tà kiến chấp thường chấp đoạn. Thì cũng có thể có những Sa môn, Bà la môn họ cũng có những cái tri kiến như vậy, nhưng chưa chắc họ đã diệt trừ được giới cấm thủ và ngã luận thủ. Bởi vì có những cái vị Sa môn, Bà la môn, tức là có những cái tư tưởng của ngoại đạo, người ta cũng biết rằng là chết rồi có thể phải đọa vào địa ngục, có thể phải sinh thiên giới. Vì vậy khi sống hãy làm việc lành, đừng làm việc ác, đừng. Và người ta thường hay có thể người ta sẽ nghĩ rằng là muốn sinh về cõi thiên giới cần phải tế lễ, cần phải cầu nguyện, cần phải tôn thờ những cái vị thần linh, những cái vị chư thiên. Đấy là cái con đường đi đến thiên giới của một cái người của một số Bà la môn, một số các cái vị Sa môn ở ngoại đạo khác. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là có những người họ có thể nhiễu chi về dục thủ nhưng không nhiễu chi về kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Hay là có những người họ có thể hiển thị sự nhiễu chi về dục thủ, nhiễu chi về kiến thủ nhưng họ không hiển thị sự nhiễu chi về giới cấm thủ. Hay là có những cái có những vị Sa môn, Bà la môn, người ta có thể nhiễu chi được dục thủ, nhiễu chi được kiến thủ nhưng họ không nhiễu chi được giới cấm thủ và ngã luận thủ. Hoặc là có những vị Sa môn, Bà la môn, họ có thể hiển thị được sự nhiễu chi cả về dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ nhưng họ không thể nhiễu chi được về ngã luận thủ. Và Đức Phật khẳng định như thế, có thể trên thế gian này có những cái người chấp thủ cả bốn cái, đó là chấp vào tham dục, họ hưởng thụ tham dục và họ coi rằng cái sự hưởng thụ tham dục đấy là không có nỗi nầm gì, và hãy cứ sống dành thời gian để hưởng thụ tham dục, thì những cái người này sẽ là tội lỗi chất chồng, vì họ sống chỉ có hưởng thụ ngay ở hiện tại, không kiêng tránh một cái việc ác gì mà không làm, miễn làm sao thỏa mãn được tham dục. Thì đấy là một cái loại tà kiến sâu nặng nhất. Nhưng mà cũng có người thì họ thấy được cái tội lỗi, thấy được cái nỗi nầm ở trong tham dục,
họ không có tham dục, nhưng mà họ còn lại không thoát khỏi cái giới cấm thủ, tà kiến thủ và ngã luận thủ. Một số người thì họ có thể đoạn trừ được cả tà kiến thủ, tức là họ có thể trước diệt trừ được cả cái chấp trước về kiến thủ, tức là không chấp thường, không chấp đoạn. Họ biết là có những cái kiếp sống khác nhau. Hoặc là có những cái người thì đoạn trừ luôn được cả giới cấm thủ, tức là họ không có rơi vào những cái tà kiến về các cái giới cấm, tức là họ không có tin vào những cái nghi lễ mà có thể đem lại phúc lành cho thế gian này. Đấy là cái người mà có giới cấm thủ, là những cái người có thể là người ta tin rằng là thực hành một cái pháp khổ hạnh nào đấy sẽ có những cái công đức, có phước này, rồi họ thực hành những cái khổ hạnh. Có những cái người giới cấm thủ đó là người ta tin rằng là hãy tôn thờ, hãy thực hiện những cái nghi lễ để cầu những cái sự an vui hạnh phúc cho được. Nhưng mà cũng có những người thì người ta phá bỏ được hoàn toàn những cái tà kiến này. Người ta cũng không tin tưởng vào những cái pháp tu khổ hạnh, không tin tưởng vào những cái nghi lễ, tế lễ để đem lại cái hạnh phúc cho đời, thì người ta cũng sẽ thoát ra được khỏi một cái cấm thủ thứ ba, đó là giới cấm thủ. Nhưng mà Đức Phật khẳng định là trên thế gian không, trong tất cả tư tưởng của ngoại đạo không thể thoát khỏi được ngã luận thủ. Bởi vì sao? Bởi vì ngã luận thủ này, ngã luận thủ này thì chỉ có Đức Phật ra đời mới giác ngộ ra được cái vô ngã. Còn tất cả chúng sinh ở trong tam giới này thì nếu một cái người mà chưa được học, chưa được hành, chưa liễu chi lời dạy của Đức Phật, họ không thoát khỏi cái chấp ngã. Họ bởi vì sao? Bởi vì họ không thấy được cái khổ thì họ không thấy được cái vô ngã. Họ còn chấp nạc, bởi vì họ còn chấp, tức là họ luôn luôn cầu cái sự hạnh phúc an lạc ở cái chỗ này chỗ kia, thì cho nên là họ còn chấp ngã. Một cái người là thấy được cái liễu chi được cái khổ thì mới liễu chi được cái vô ngã, liễu chi được cái vô thường thì mới liễu chi được cái khổ, mà liễu chi được cái tính sinh diệt thì mới liễu chi được cái sự vô thường, liễu chi được cái tính sinh khởi thì mới liễu chi được cái tính sinh diệt. Vì thì một cái người mà liễu chi được cả cái tính sinh diệt, cái sinh khởi và đoạn diệt, thì mới có thể liễu chi được cái sự vô thường, khổ, vô ngã, thì mới giác ngộ được chân lý. Cho nên là Đức Phật đã khẳng định rằng là họ mà có thể niễu chi dục thủ, niễu chi kiến thủ, niễu chi giới cấm thủ, nhưng không hiển thị sự niễu chi về ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, pháp và luật như vậy, nếu có tịnh tín đối với một vị đạo sư, tịnh tín ấy không được xem là hoàn toàn. Nếu có tịnh tín đối với pháp, tịnh tín ấy được xem là không hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy cũng được xem là không hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với các pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là không hoàn toàn. Vì sao vậy? Vì chư tỳ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp luật không khéo thuyết giảng, không khéo hiển thị, không có hướng thượng, không dẫn đến tịnh lạc, không được bậc A-la-hán chánh đẳng giác hiển thị. Như Lai và như tỳ kheo, chư tỳ kheo bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tự xưng niễu chi tất cả thủ, chân chánh hiển thị sự niễu chi tất cả thủ. Như Lai hiển thị sự niễu chi về dục thủ, niễu chi về kiến thủ, niễu chi về giới cấm thủ, niễu chi về ngã luận thủ. Chư tỳ kheo, trong một pháp luật như vậy, nếu có tịnh tín đối với bậc đạo sư, tịnh tín ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có tịnh tín đối với pháp, tịnh tín ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có tịnh tín, nếu có thành tựu viên giới luật, sự thành tựu ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có thương mến đối với các đồng phạm hạnh, thương mến ấy được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp luật khéo thuyết giả, khéo hiển thị, có hướng thượng dẫn đến tịch tịnh, được bậc chánh đẳng giác hiển thị. Này chư tỳ kheo, bốn loại chấp thủ này, lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân? Bốn chấp khởi này, lấy ái làm duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm chủng, lấy ái làm nhân. Chư tỳ kheo, thì đến cái giai đoạn này Đức nói về cái nhân. Thì ở trên cuộc đời nó có những cái luận thuyết khác nhau, có những cái có những cái tôn giáo khác nhau, bởi vì có những cái chấp trước khác nhau. Có những người chấp về dục và thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ đấy. Thì tất cả bốn cái chấp thủ này đều sinh ra từ cái tham ái. Một cái người tham ái đối với cái cảnh dục thì chấp trước vào tham dục. Cái người mà tham ái đối với cái sự hiểu biết của mình, cho rằng hiểu biết của mình là đúng, thì sinh ra cái
sự chấp thủ về kiến thủ. Một cái người mà có cái sự tham ái đối với lại những cái pháp, những cái giới cấm, những cái hành động, những cái nghi lễ tầm thường, tức là những cái chấp trước vào những cái điều kiêng cấm ấy, để mình đạt được cái gì đó, thì cái đấy được gọi là giới cấm thủ, tức là tham ái vào cái sự giữ gìn những cái giới của mình, những cái sự kiêng giữ của mình. Và một người tham ái đối với cái thân của mình được gọi là ngã chấp thủ, ngã luận thủ. Thì đấy là tất cả những cái sự chấp thủ này, lấy ái làm nhân, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm chủng, lấy ái làm duyên, lấy ái làm duyên, thì đấy là tất cả này đều sinh ra từ cái tham ái. Vậy thì một cái người mà hiểu ra được cái nhân của chấp thủ đấy, thì mới diệt trừ được chấp thủ. Còn một cái người nào mà chưa thấy ra được cái nhân duyên của cái chấp thủ này, thì cái vị đấy không diệt trừ được chấp thủ, không sinh ra được những cái chấp thủ này, thì nó sẽ sinh ra nghiệp hữu. Từ thủ nó duyên cho hữu. Khi có nghiệp hữu thì sẽ có tái sanh, khi có tái sanh thì sẽ có già chết sầu bi khổ ưu não. Vậy thì bây giờ một cái người đấy muốn giác ngộ ra được, thì vị đó luôn phải đi tìm đến những cái căn nguyên của nó, những cái nguyên nhân của nó. Do ái mới sinh ra bốn cái loại chấp thủ đó. Vậy ái lấy gì làm duyên, ái lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng và lấy gì làm nhân. Thì chư tỳ kheo, ái lấy thọ làm duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm chủng và lấy thọ làm nhân. Thì trong cái pháp này Đức Phật sẽ để mà phá vỡ ra được cái chấp trước về cái ngã, về cái chấp ngã, tức là về cái thân năm uẩn của mình, về cái bản ngã này, thì cái người đấy phải niễu chi là được cái pháp duyên khởi, niễu chi nhân duyên. Thì chấp thì tham ái thì lấy thọ làm duyên, thế thọ làm nhân, thế thọ làm sanh khởi, lấy thọ làm chủng, lấy thọ làm nhân. Vậy thì một cái người đấy muốn đoạn trừ được cái thọ, đoạn trừ được cái sự chấp trước với thọ, thì vị đấy phải niễu chi ra được cái nhân nó sinh ra thọ. Xúc là cái nhân mà nó sinh ra thọ. Thọ lấy xúc làm nhân, thọ lấy gì làm nhân, lấy gì làm duyên, thọ lấy xúc làm duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm sanh chủng, lấy xúc làm nhân duyên. Chư tỳ kheo, xúc lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân, xúc lấy sáu nhập làm duyên, lấy sáu nhập làm nhân, lấy sáu nhập làm tập khởi, lấy sáu nhập làm chủng. Sáu nhập lấy gì làm nhân, lấy gì làm duyên, thì sáu nhập thì lấy danh sắc làm nhân duyên. Thì danh sắc thì lấy gì làm nhân duyên, thì danh sắc lấy thức làm nhân duyên. Thức thì lấy gì làm nhân duyên, thức thì lấy hành làm nhân duyên. Hành lấy gì làm nhân duyên, hành lấy vô minh để làm nhân duyên. Vô minh lấy gì làm nhân duyên, vô minh lấy gì làm nhân duyên. Thì đấy mới lấy vô minh làm nhân. Và chư tỳ kheo, khi một người đã đoạn trừ được vô minh, đã làm minh sanh khởi, vị ấy do vô minh đã được đoạn trừ thì minh sanh khởi, nên không chấp thủ vào dục thủ, không chấp thủ vào kiến thủ, không chấp thủ vào giới cấm thủ, không chấp thủ vào ngã luận thủ. Nhờ không chấp thủ nên không tháo động, nhờ không tháo động nên tự thân chứng được niết bàn. Vì ấy tuệ chi sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì trong một cái bài kinh tiểu kinh Sư Tử Hống này, thì mở đầu bài kinh thì Đức Phật đã nói rằng là hãy chân chánh rống lên tiếng rống con sư tử, rằng chỉ có ở trong cái giáo pháp này, chỉ có giáo pháp của Đức Phật thì mới có bốn thánh đạo, bốn thánh quả, tức là quả vị sa môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Thì cho dù ngoại đạo người ta có biện luận như thế nào, người ta nói là các vị chấp vào cái gì mà tự xưng là có các cái quả vị sa môn, thì nói rằng là bởi vì là chấp vào những cái lời tin tưởng và lời dạy của Đức Phật. Vậy thì một cái người nào là một cái người chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, là một cái người thành tựu được chân lý, giác ngộ được chân lý, giác ngộ được các sự thật. Mà chân lý ở trên đời thì không có đa diện, không có nhiều chân lý, chỉ có một chân lý thôi. Vậy thì chân lý ấy, ai là cái người giác ngộ chân lý, ai là người thấy được chân lý, thấy được các sự thật, thì chỉ có người nào mà đoạn trừ được tham sân si, đoạn trừ được các cấu uế, các kiết sử phiền não đó,
thì mới là cái người giác ngộ chân lý. Vậy thì cái người vậy cái con đường để đoạn trừ được những cái tham sân si để đi đến giác ngộ chân lý này, để đi đến cái sự cứu cánh của cái sự an vui hạnh phúc, chấm dứt khổ đau này là gì? Đó là phải đoạn trừ được bốn cái chấp thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Vậy thì làm sao để đoạn trừ được dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ này? Thì vị ấy cần phải tuệ chi được cái pháp. Do cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Vậy muốn tuệ chi được pháp duyên khởi thì vị ấy cần phải làm gì? Thì vị ấy cần phải thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền quán ấy. Và đặc biệt là vị ấy cần phải thành tựu được cái trí tuệ. Vị ấy phải phân biệt ra được cái sắc uẩn và phân biệt ra được những cái danh uẩn, phải phân biệt ra được các cái thân năm uẩn này. Rồi vị ấy mới tìm ra được cái nhân duyên của cái thân năm uẩn này. Vì đấy thấy ra được cái này nó tại sao nó có cái tái sanh, có khổ đau này là vì có tái sinh. Tại sao có tái sinh là vì có nghiệp hữu. Tại sao có nghiệp hữu là vì có chấp thủ. Tại sao có chấp thủ là vì có tham ái. Tại sao có tham ái là vì có xúc. Duyên có xúc là do có thọ. Duyên có thọ là duyên. Tại sao có thọ là có ái là do có thọ. Tại sao có thọ do có xúc. Do có xúc là do có sáu xứ, sáu căn, sáu trần. Tại sao có sáu căn là vì do có danh sắc. Tại sao có danh sắc là do có thức. Tại sao có thức là do có hành. Tại sao có hành là vì có vô minh. Vậy thì cái sự tu tập chỉ hướng vào đoạn trừ cái vô minh. Vô minh là cái sự không liễu chi các sự thật, không hiểu ra được các sự thật. Vậy một cái người làm sao được gọi là người đấy đã đoạn trừ được vô minh? Bởi vì khi nào một cái người đấy là một người giác ngộ ra được khổ, giác ngộ ra được các cái nhân duyên sinh ra khổ, giác ngộ ra được cái sự chấm dứt các cái duyên sinh ra khổ, và giác ngộ ra được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ đấy, tức là giác ngộ ra được chân lý tứ thánh đế đó, thì cũng là một cái bài pháp và Đức Phật đã dạy về những cái con đường tu tập để đi đến giác ngộ chân lý, để thành tựu được các cái thánh đạo, thánh quả sa môn này, để đoạn trừ được các cái cấu uế phiền não, để diệt tận khổ đau này, để chứng đắc được niết bàn này. Đấy là cái bài kinh gọi là Tiểu Kinh Sư Tử Hống. Thì Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Tiểu Kinh Sư Tử Hống thứ 1. Đấy là hết cái bài Tiểu Kinh Sư Tử Hống. Sư sẽ trả lời các cái câu hỏi. Dạ, con bạch sư ạ, con xin chuyển phần hỏi pháp ạ, vào các câu hỏi của các hành giả. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phương Tâm ạ. Dạ, con kính bạch sư, con muốn tu tập để phát triển được tâm xả, không yêu, không ghét, tâm được bình thản trước mọi trần cảnh, thì phải thực hành như thế nào để đạt được trạng thái đó? Hàng ngày con vẫn tu tập niệm hơi thở. Dạ, con kính mong sư từ bi chỉ dạy thêm cho con ạ, con kính tri ân sư ạ. Muốn tu tập được cái tâm xả đó thì trước tiên sẽ tu tập trên các cái pháp tức là trên những loài hữu tình, tức là trên con người với con người. Thứ nhất là mình xả, không yêu, không ghét với con người. Thì lúc đấy mình cần phải tác ý đến cái tâm từ, cần phải tu tập trước. Ví dụ như là mình cầu mong cho mọi người được an vui, thoát khổ đau này, tránh khỏi những nỗi khổ về thân, về tâm. Nó thuần thục rồi, sau đó mình thực hành đến những cái pháp như là tâm bi, mong cho mọi người thoát khỏi nỗi khổ đau. Mình hướng đến những cái nỗi khổ đau về thân tâm của mọi người. Tâm hỷ là mong cho mọi người được an vui, không phải xa lìa những cái sự an vui, những thành công đã đạt được. Rồi sau đó thuần thục rồi, mình mới có thể tu tập tâm xả. Đó là mình tác ý về nghiệp và quả của nghiệp của tất cả chúng sinh. Ví dụ khi mà mình hướng tâm đến ai, mình cũng tác ý là người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Khi mình tác ý như thế, quán như thế, thì mình thấy một cái người hạnh phúc, thì mình cũng biết là người đó là chủ nhân của những thiện nghiệp, là đang hưởng quả của những thiện nghiệp mà do họ đã tạo ra. Khi mình thấy một cái người khác khổ đau, thì mình biết rằng là họ là chủ nhân của nghiệp,
bất thiện, họ đang hái cái quả bất thiện mà họ đã tạo ra. Khi mình hạnh phúc thì mình cũng biết là mình đang đang hưởng những cái quả của những cái nghiệp thiện mình đã tạo. Khi mình bị gặp khổ đau, mình cũng biết là mình đang gặt những cái quả khổ đau là những quả bất thiện mà mình đã tạo. Thì có tác ý như vậy thì dần dần mình giữ được cái tâm xả, cái tâm bình thản trước mọi người. Thì không yêu, không ghét. Ví dụ như là mình yêu ai đó, có thể là do cái người đấy làm lợi ích cho mình chẳng hạn. Thì khi mình quán về nghiệp và quả của nghiệp như thế, thì mình sẽ biết là vì mình đã từng làm lợi ích cho người, bây giờ có người làm lợi ích cho mình. Mình sẽ thản nhiên không vì vậy mà mình lại phải quá là yêu những cái người làm lợi ích cho mình như thế chẳng hạn. Không để nó vô ơn, nhưng mà đó là cái trí tuệ. Cái trí tuệ này nó là chân chánh. Hay là một cái người nào đó làm hại cho mình chẳng hạn, thì mình cũng có thể quán vì cái nghiệp bất thiện của mình nó trổ, cho nên là bây giờ mình bị cái quả này nó trổ. Nên mình cũng vì thế cho nên mình không quá là oán ghét mọi người, cho nên là nó sẽ trở thành không yêu, không ghét. Vậy thì mình phải quán cái nghiệp đó ở trên chính mình, thì mình mới không yêu, không ghét mọi người. Mình cũng quán cả cái nghiệp đó ở trên người khác, ở trong mình và người khác. Thành tựu được cái là không yêu, không ghét, do mình tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Mây Ít. Dạ, con kính bạch sư ạ, sau khi con xem bài pháp trên YouTube có tựa đề chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, sư đã giảng, xin sư cho con hỏi, vậy quả mà trổ ra ở năm sau chẳng hạn, thì năm nay con thiền và làm phước có thay đổi được không ạ? Dạ, con xin chia sẻ. Có những cái nghiệp nó trổ, nó thay đổi được, có những cái nghiệp nó không thay đổi được. Có những cái nghiệp nó nhẹ thì thay đổi được, mà những cái nghiệp nó cực nặng ấy, nó không thay đổi được. Ví dụ như là có những người nào mà phạm ngũ nghịch trọng tội thì chắc chắn là phải đọa vào địa ngục, thì cái điều đó dù mình có làm phước cũng không thay đổi được những cái bất thiện nghiệp đấy nữa. Có những cái thiện nghiệp nó lớn thì mình sẽ được hưởng những cái phước lớn. Có những đôi khi nó có những chứ không, có một số nghiệp thì có thể thay đổi được, một số nghiệp không thay đổi được. Ví dụ như là thời Đức Phật có một cái đứa bé mà tất cả những các vị đạo sĩ đều biết rằng đứa bé này không thể lớn quá 7 tuổi, tức là đến 5-7 tuổi nó sẽ qua đời. Mà ngay cả đến Đức Phật cũng thấy được điều đó. Đó là Đức Phật chúc phúc cho bố mẹ nó được sống lâu trường thọ, nhưng mà không nói gì đứa bé này. Cho nên là gia đình mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật cũng nói là cái tuổi thọ của cái đứa bé này nó chỉ được 7 tuổi thôi. Thì gia đình mới cầu xin Đức Phật có cách thức nào để có thể thay đổi được cái nghiệp này. Cho nên thì Đức Phật đã dạy là các vị tỳ kheo đến tụng kinh Paritta, kinh bảo hộ trong 7 ngày 7 đêm. Sau đó đến hôm thứ 7 Đức Phật đến đó để cũng tụng kinh và thuyết pháp. Thì sau đó cái đứa bé này nó đã thay đổi được cái nghiệp mà nó đã có cái tuổi thọ sống đến 120 tuổi. Thì đấy là có một số nghiệp thì có thể nhờ cái sự tạo phước sẽ thay đổi được. Có một số nghiệp. Nhưng có một số nghiệp không thay đổi được. Trường hợp của vị vua Subhabuddha là cậu của Đức Phật, là cha của Đề Bà Đạt Đa, tức giận vì Đức Phật cho nên là ngồi ra giữa đường ngăn cản không cho Đức Phật đi khất thực. Do cái ác nghiệp đấy mà trong 7 hôm sau thì ông ấy bị đất rút và rơi vào trong A Tỳ địa ngục. Thì cái nghiệp đấy nó không thay đổi được nữa. Dù vị đó có làm phước đến đâu cũng không thay đổi được. Như vua Xà Thế đã phạm vào cái giới giết vua cha. Và cái nghiệp đấy là chắc chắn phải đọa vào địa ngục. Thì về sau này mặc dù A Xà Thế đã ăn năn sám hối, hối cải, thì đã sám hối trước Đức Phật, đã làm nhiều việc thiện nghiệp công đức, nhưng mà vẫn phải đọa vào địa ngục đồng trôi suốt 60.000 năm. Và điều đó là có cái tội lỗi đấy không sám hối được. Vậy thì có cái nghiệp mình thay đổi được, có những nghiệp không thay đổi được. Thì nghiệp là thế. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con chưa hành thiền Vipassana bao giờ, nhưng con quan sát thân tâm và tự chánh niệm, con thấy con thay đổi liên tục mà tính cách cũng khác nhau, con cảm giác con có hẳn mấy cái tâm ấy vậy. Vậy cho con hỏi, con là ai trong số tính cách đấy? Vì con để ý có phần bên trong hướng dẫn cái này được làm, cái kia không, cái này không. Con thấy có một phần bên trong như vậy, vậy con có phải phần bên trong không ạ? Hay con cứ quan sát như vậy thôi? Còn tính cách thay đổi tương ứng với tâm thay đổi thì đó không phải là con, phải không ạ? Là con thực sự hơi bối rối và con không hiểu ạ. Là
phần bên trong mà con nói tới có thể được biết như là tương lai gần, biết mình cần làm gì hay không làm gì, kiểu thuận theo tự nhiên, kiểu như nghe theo mọi thứ đều tốt, mà thử không nghe theo thì khổ ạ. Là con không biết đó là gì ạ. Cái tâm nó luôn luôn thay đổi. Những cái người nào mà mình thay đổi nó theo cái tiểu hướng tốt ấy, thì nó sẽ tiến hóa theo cái trở thành người tốt. Mình mà thay đổi nó theo cái chiều hướng xấu ấy, hướng đến những cái tâm xấu ấy, thì dần dần mình sẽ trở thành người xấu. Nó luôn luôn thay đổi như thế. Nó không có cái ta, không có cái con nào ở trong đấy cả. Không có cái ta, cái tự ngã nào của ta ở trong các cái tâm đấy hết. Vì cái tâm nó cứ sinh diệt liên tục. Mình không thể chấp trước vào đấy. Mình sẽ nhìn cái đám mây trên trời, lúc nó hình này, lúc nó hình kia. Vậy thì cái mây nó ở cái hình nào? Hay là có, nếu như mình nhìn xa rộng hơn nữa, có lúc mình là con nợn, lúc mình là con gà, lúc mình là con giun, con dế, thiên. Vậy thì mình là ở đâu trong những cái con đó? Việc con người nó thay đổi thường xuyên như vậy, cái tâm nó thay đổi thường xuyên như vậy, để có lúc nó tiến hóa lên, có lúc nó hạ nhiệt xuống. Thì mình là cái người tu tập tâm thì mình cần đoạn trừ những cái tâm hạ nhiệt, những cái tâm bất thiện, tham sân si, và mình cần phải phát triển những cái tâm hướng thượng, cái tâm vô tham, vô sân, vô si, để phát triển đến cái sự giác ngộ, được cái sự vô ngã, cái sự vô thường, cái khổ vô ngã ở trong cái tâm đó. Đấy, mình thấy cái tâm nó luôn luôn sinh diệt như vậy, thì cái tâm nó là luôn luôn biến diệt như thế, thì mình giác ngộ ra được cái sự vô thường ở trong cái ta này, ở trong con người mình này, cái sự vô thường ở trên cái sắc thân này. Sắc thân của mình ấy, 10 năm trước nó khác, 20 năm trước nó khác, bây giờ nó khác, 10, 20, 30 năm sau nó khác, 100 năm sau nó khác. Đấy là nó luôn luôn biến đổi trên cả thân, trên cả tâm. Đấy là mình thấy được cái sự khác biệt ở trên tâm là cũng là có trí tuệ rồi. Mình cần phải thấy cái sự khác biệt trên thân, trên năm uẩn, trên sắc, trên thọ, trên tư tưởng, trên các cái hành, trên thức. Thấy được cái sự vô thường đấy, trí tuệ, thì từ cái trí tuệ thấy là được cái vô ngã. Đấy là được cái khổ, cái vô ngã, làm sẽ đi đến niết bàn đó. Nhưng mà cái trí tuệ đấy nó cần phải được vun bồi, cần phải được phát triển, cần phải được tu tập từ những cái mức thấp cho đến những cái mức cao hơn. Những mức cao hơn nữa là mình phải thực hành những pháp thiền quán, thiền tuệ, để tuệ chi nó ra được nữa thì mình mới giác ngộ được. Còn đấy mới chỉ là một cái sự nhận thức tầm thường thôi, chưa phải là cái sự giác ngộ gì cao. Dạ, con Bạch Sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, người làm nghề nuôi yến xong rồi lấy tổ yến mang đi kinh doanh, vậy có tội không ạ? Làm nghề nuôi yến xong rồi lấy tổ yến. Nếu mà trong khi mình lấy tổ yến mà mình hại đến con yến thì mình có tội. Còn nếu như cái con yến đấy nó bỏ cái tổ của nó đi rồi, nó không dùng đến nữa mà mình dùng thì không có tội. Nhưng mà cái con yến đó nó còn đang ấp trứng, nó đang nuôi con, mà mình đã đến mình phá hoại nó, mình lấy đi thì mình có tội. Dạ, con thưa sư, trứng hột vịt lộn, trứng cút lộn mình mua về nhà tự luộc ăn có mang tội sát sinh không ạ? Trong trường hợp nếu ra ngoài tiệm mua người bán luộc sẵn về ăn thì có tội trong trường hợp này không ạ? Cái quả trứng mà khi nó đã thành hình, nó có con rồi thì nó có một cái chúng sinh nó đầu thai vào đấy rồi. Nó giống như là cái thai nhi ấy. Cũng như là một cái người mà ăn thai nhi ấy, thì sẽ có tội. Người nào mà nuộc cái trứng đấy là sẽ có tội. Còn người ta nuộc sẵn rồi thì mình chỉ mua ăn thôi thì cái người nuộc có tội, còn có tội. Dạ, con thưa sư, về dâng y Katina thì lúc hành lễ tăng sự thì chỉ nhận một tấm y là y Katina, như vậy đồng nghĩa với việc các tấm y còn lại được xem như tứ vật lộng. Theo cá nhân con trước kia đã được nghe tới quả báo thù thắng của người dâng y đến tỳ kheo sau 3 tháng an cư kết hạ. Nhưng khi làm tăng sự vậy, chỉ một y vậy, các Phật tử khác có được hưởng quả báo dâng y không ạ? Vì con nghĩ số đông mọi người lo nghe đến quả báo lễ dâng y Katina nên chuẩn bị cho mình y bát và đến chùa dâng y trong ngày lễ dâng y ạ. Và trong trường hợp này nếu Phật tử nào cũng dâng y bát, chùa dùng sau hết thay vào, vậy thì có thể cúng dường tịnh tài hoặc những vật dụng cần thiết khác để chùa có thể duy trì và để mọi người yên tâm tu. Với việc cúng dường như con vừa nêu thì quả báo của nghiệp thiện có tương đương với quả báo dâng y không ạ? Cái dâng y Katina thì chỉ có một tấm y thôi, mà có thể bao nhiêu vị tỳ kheo trong ngôi chùa đấy cũng chỉ thọ dụng có một tấm đấy. Và dù hôm đấy có đến bao nhiêu Phật tử đi chăng nữa tham dự cái lễ đó, thì nhờ cái sự xa thú, nhờ cái tâm hoan hỷ
thì cái phước được đồng đều như nhau, cái phước đồng đều của cả cái người thí chủ chính hay là không phải thí chủ chính, cái người dâng y đấy hay dâng y khác, mà mình có cái hướng tâm về theo đúng pháp, mình có thiện tâm hợp trí tuệ, có cái hoan hỷ thì cũng sẽ được cái phước lành đồng nhau cả thảy, chứ không có phải là có ai hơn ai thấp. Còn ở một cái người mình cúng dường những cái vật dụng khác thì nó khác với cái quả báo của lễ dâng y. Thì các cái vật dụng khác mình có thể cúng lúc nào cũng được, còn dâng y chỉ có ngày hôm đấy. Cho nên nó có sự khác nhau giữa cúng dường các vật dụng khác với cái ikathina. Và còn những cái người cúng dường tứ vật dụng mà người đấy có để cái trí tuệ và biết cúng dường hợp thời, cúng dường đúng lúc, cúng dường đúng cái nhu cầu của người cần, cúng dường vì cái lợi ích của cái người sử dụng, thì cái đấy nó gọi là thiện tâm hợp trí tuệ, thì cái phước nó sẽ lớn hơn một cái người mà chỉ biết cúng dường mà mình không biết suy xét. Thì có suy xét sẽ có hơn một chút, chứ không phải là không. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, con kính bạch sư, sư chỉ cho con cách sám hối những lỗi mà mình đã phạm để tránh không tái phạm trong tương lai ạ. Sám hối thì ví dụ như mình có lỗi như phạm giới, một cái gì đó, sám hối bằng cách là mình đối trước Phật thì sám hối, hay là đối trước một người khác, đối trước một cái vị đồng phạm hạnh, hay đối trước một vị thầy. Mình nói nên là vì mình đã phạm những cái lỗi lầm như thế này, và con xin sám hối và để ngăn ngừa trong tương lai. Hoặc là có những người thì tự tâm mình sám hối với cái tâm tàm quý khởi nên, cái sự hổ thẹn khởi nên, rồi mình sẽ tự khởi nên cái ý định là ta sẽ không phạm vào cái nỗi lầm này ở trong tương lai nữa. Nguyện thầm cũng là cách sám hối, sám hối trước Phật cũng là cách sám hối, mà cái cách sám hối cao nhất đó là trước những cái vị có giới thanh tịnh. Mình dám bày tỏ phát nộ lên những cái lời, những cái nỗi lầm của mình, và mình ước nguyện sẽ không tái phạm nó trong tương lai. Thì đấy là những cách sám hối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Trí ạ. Dạ, con bạch sư, khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại sao Ngài không chỉ định ra một vị tỳ kheo để thay Phật tống lĩnh tăng đoàn ạ? Thì trong đạo Phật khác với các cái tôn giáo khác, đó là Đức Phật không chỉ định ra một vị tỳ kheo nào thống lãnh tăng đoàn, bởi vì là không có ai có được cái có những cái trí tuệ và có những cái đức hạnh ngang bằng với Đức Phật để thống lãnh được tăng đoàn. Và tăng đoàn của Đức Phật thì không phải là một cái tổ chức mà người nọ cai trị thống trị người kia. Tăng đoàn của Đức Phật là những cái người tu tập đều hướng vào nội tâm mình, đều để mình đoạn trừ những cái phiền não ở trong tâm mình, chứ không phải là mình để hướng đến một cái người khác để tuân thủ theo một cái người khác. Nếu như mà Đức Phật mà chỉ định cho một cái người nào đó đứng lên thống lãnh tăng đoàn, thì cái người đấy sẽ lạm dụng cái quyền lực của mình, sẽ lạm dụng cái quyền lực của mình, và sẽ làm cho tăng trong giáo hội sẽ sinh ra mâu thuẫn đấu tranh. Ví dụ như đấu tranh nhau để tranh giành cái quyền lực đấy. Ví dụ như là cái vị này có cái quyền thống lãnh tăng đoàn đấy, sau đó thì về sau này lại phải bầu lên một cái vị khác, và sẽ luôn luôn có cái sự đấu tranh để tranh giành quyền lực. Thì ở trên cuộc đời này, những cái có nhiều cái nguyên nhân để nó xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái cuộc đấu tranh tranh giành. Thì người ta có thể tranh nhau vì miếng ăn, người ta có thể tranh nhau về chỗ ở, người ta có thể tranh nhau về những cái tham dục ở trên cuộc đời, nhưng mà những cái đấu tranh đó thì rất là nhỏ, ít, hay nó có xảy ra nó cũng chỉ là những chuyện tầm thường. Nhưng cái sự đấu tranh để tranh giành về quyền lực thì rất là lớn. Hầu như là các cuộc chiến tranh trên cuộc đời xảy ra đều là vì đấu tranh tranh giành quyền lực. Cho nên là trong đạo Phật không chú trọng đưa một người lên nắm quyền lực. Nếu như mà trong một cái tổ chức tôn giáo đấy mà mình chú trọng đưa một cái người lên để thống trị, để cai trị, để cai quản những cái vị tu tập khác, thì cái vị đấy sẽ dùng cái quyền lực của mình uy hiếp những cái người nhỏ hơn, thì sẽ làm cho mọi người khác người ta khiếp sợ, người ta phải quy thuận cái vị đó, và người ta không còn chú trọng vào cái giáo pháp, thực hành giáo pháp của Đức Phật nữa, mà mỗi một thời một cái vị đứng lên thống lãnh đó sẽ đưa ra những quy luật mới, đưa ra những tư tưởng mới, cách thức mới, thì sẽ làm cho giáo pháp bị hỗn loạn.
Cho nên là Đức Phật khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói rằng hãy lấy giới và pháp, tức là lấy cái pháp và luật, tức là lấy giáo pháp và giới luật làm thầy, làm cái vị thống lãnh tăng đoàn. Cái người nào còn y vào cái giáo pháp đó thực hành, y vào cái giới luật thực hành, thì cái người đó là cái người đang thực hành đúng giáo pháp của Đức Phật. Thế còn nếu như mà mình y cứ vào một cái người có cái quyền lực hơn mình để thực hành, thì đó không, đó là cái pháp thế gian, không phải là pháp của Phật. Và pháp của Phật là mình y cứ vào pháp và vào luật của Đức Phật để mình thực hành, mình tu tập, đem lại cái lợi ích cho mình và cho tất cả những người khác. Lý do đó cho nên Đức Phật không có chỉ định một vị nào thống lãnh tăng đoàn hết, mà cứ ngày nào còn giáo pháp và còn giới luật thì ngày đó là sẽ còn có người tu tập để chứng đắc các cái sa môn pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi số 2 của hành giả Tuệ Trí ạ. Dạ, trong các lần kết tập kinh điển của Đạo Phật thì các kinh điển Đại Thừa có được kết tập không ạ? Dạ. Trong các cái lần kết tập kinh điển thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng sau thì có kết tập kinh điển lần thứ nhất, thì lúc đấy có tạng kinh, luật tạng được, thì là có kinh tạng và luật tạng. Thì lúc đấy kinh tạng là bao gồm cả kinh và luật. Và luật tạng. Em đến lần kết tập kinh điển thứ hai thì cũng có kinh, luật, luận bắt đầu được hình thành. Lập kinh điển thứ ba, thứ bốn vậy thì sẽ có tạng kinh, tạng điển, tạng luật. Thì lúc đấy các cái kinh tạng thì sẽ gồm có năm bộ kinh Nikaya, trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ và tương ưng bộ. Thì kinh tạng thì chỉ có thế thôi, luật thì chỉ có vi diệu pháp luận và luật tạng là những cái giới luật. Thì chỉ có những cái kinh điển đó được kết tập. Trong tất cả các lần kết tập kinh điển thì chỉ có những kinh Nikaya được kết tập, năm bộ kinh Nikaya đó. Và trong những cái, bởi vì cái lúc đó chưa có các kinh phát triển, chưa có các kinh Đại Thừa, các kinh phát tập, thì sau này khoảng 5, 6, 7, 800 năm sau thì bắt đầu những kinh Đại Thừa mới được hình thành. Cho nên là tất cả những lần kết tập kinh điển từ gần đây nhất là thứ 5, thứ 6 ở bên Miến Điện, hay là kết tập kinh điển lần thứ nhất, thứ hai ở bên Ấn Độ, hay là cả những lần tiếp tập ở bên Sri Lanka, bên Tích Nan, thì cũng đều chỉ có kết tập những kinh nguyên thủy, những kinh Nikaya, và lúc đấy chưa có kinh Đại Thừa, cho nên chưa, không có, trong các lần kết tập kinh điển không có kinh điển Đại Thừa. Dạ, con bạch sư ạ, câu hỏi số 3 từ hành giả Tuệ Trí ạ. Dạ, con bạch sư, giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền có những điểm chung gì và khác biệt gì ạ? Giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền có cái điểm chung và điểm khác biệt. Điểm chung đó là, thì bây giờ muốn hiểu được cái này mình phải hiểu được cái sự lịch sử về cái sự phân biệt hai phái Nam truyền Bắc truyền này. Ví dụ như sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 3, 4, 500 năm sau thì cái thời gian đầu tiên thì không, chưa có hệ phái, thì lúc đấy chỉ có Nguyên Thủy Đạo Phật thôi. Mà khoảng 2, 300 năm sau, 3, 400 năm sau thì lúc đấy mới bắt đầu có một số vị tỳ kheo đã phát sinh ra một số cái giới luật mới. Một số cái giới luật mới như liên quan đến như là được ăn những cái đồ, cất trữ một số những cái đồ ăn qua đêm, như là cất giữ muối qua đêm. Hay là một số liên quan đến tiền bạc. Trong đó có một cái giới đặc biệt là một số vị tỳ kheo đã khởi sinh lên một cái ý định là người xuất gia được phép giữ tiền và bạc, tiền và vàng bạc. Còn một số vị gọi là thượng tọa, là những bậc trưởng lão, thì không chấp nhận những cái giới luật này. Nói rằng những cái giới luật này là làm phá vỡ mất cái phạm hạnh của người tu. Người tu không nên giữ tiền và vàng bạc. Cho nên là lúc đấy mới hình thành ra hai hệ phái, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì phái các vị thượng tọa bộ là những bậc trưởng lão, giữ nguyên những cái lời dạy của Đức Phật, không thêm vào những cái gì Đức Phật không dạy, và không có bớt đi những gì Đức Phật đã dạy. Những giới luật gì Đức Phật đã ban hành thì giữ nguyên, không có thêm vào, không bớt đi. Còn bên đại chúng bộ thì là bắt đầu có bớt đi một số giới luật, tức là phát sinh một số những cái kinh điển mới, bắt đầu cũng hình thành từ đấy. Từ đấy bắt đầu những bên đại chúng bộ thì truyền về bên phương Bắc của Ấn Độ, gọi là Phật giáo Bắc truyền. Mà bên còn các bậc thượng tọa bộ thì truyền về phương Nam, gọi là Phật giáo Nam truyền. Thì hai hệ phái Phật giáo bắt đầu dần dần có cái sự, lúc đầu thì chỉ khác nhau một chút xíu về giới luật đấy thôi, về giới luật.
Nhưng mà sau này thì dần dần cái sự khác biệt nhiều hơn. Đó là mà Phật giáo bên Nam truyền là Thượng Tọa Bộ thì vẫn giữ nguyên những cái cách ăn mặc, những cái cách hành trì tu tập và những cái kinh điển Nikaya. Còn bên Phật giáo phát triển bắt đầu phát triển thêm kinh Đại Thừa, kinh các cái bộ kinh Đại Thừa bắt đầu phát triển và ra kinh Hoa Nghiêm, Năng Nghiêm, rồi kinh tất cả những cái kinh về Đại Thừa như những kinh nổi tiếng bây giờ, kinh Di Đà, kinh Dược Sư ấy, thì bắt đầu là phát triển ở bên gọi là Đại Chúng Bộ hay là gọi là bên Bắc Truyền. Thì đấy là khác biệt về kinh điển. Nhưng là khác biệt về kinh điển thì bên Phật giáo Nam truyền thì chỉ có những cái kinh mà đã được kết tập ở những cái lần kinh điển lần thứ nhất 2, 3, 4, 5, 6. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì học những cái kinh phát triển về sau này. Tất cả những cái kinh Bắc truyền như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Năng Già, kinh Duy Ma, vân vân, rất là nhiều những cái kinh khác nhau. Thứ hai nữa là Phật giáo Bắc truyền thì sau này lại truyền qua bên Trung Quốc thì cái tạng kinh đó lại được phiên dịch thành Hán tạng. Cho nên là như bây giờ thì cái tạng kinh ở bên Bắc truyền thì chủ yếu là được phiên dịch sang chữ Hán. Cho nên là một cái người nghiên cứu bên Phật giáo Bắc truyền hay là thọ trì những kinh điển ở bên Phật giáo Bắc truyền sẽ học chữ Hán nhiều để mới đọc và hiểu được kinh Bắc truyền. Còn bên Phật giáo Nam truyền thì vẫn giữ nguyên cái kinh bằng chữ Pali, chữ Phạn Pali đó. Cho nên là một người muốn nghiên cứu kinh điển bên Nam truyền thì người đấy lại hay học cái ngôn ngữ Pali để học được những cái kinh nguyên thủy, kinh Nikaya. Thế là sự khác biệt về kinh, về nuột, nuộn thì khác nhau một chút xíu. Về giới nuột của người xuất gia tại gia thì khác nhau về một chút xíu về giới nuột. Nhưng không đáng kể nhiều. Nó với giới tỳ kheo của hai bên thì cũng khác nhau một chút xíu. Còn cái sự khác nhau về trên hình thức thì khác nhau sẽ khác nhau nhiều hơn. Trên hình thức như là một cái vị tỳ kheo bên Phật giáo Nam truyền sẽ giữ nguyên cái hình ảnh thời Đức Phật. Đó là mặc những cái tấm y cà sa. Và các vị bên Nam truyền là sẽ tuyệt đối không mặc những cái quần áo của người tại gia. Tức là những cái bộ quần áo gì mà may theo nối tại gia sẽ không mặc, mà chỉ mặc những cái vải, những cái tấm áo là giống như những cái mảnh ruộng vuông và hở vai bên hữu. Và ăn thì vẫn ôm bình bát đi khất thực, bằng nuôi thân bằng cái hình thức khất thực. Đấy là mặc dù có nhiều cái thay đổi, có những người thì vẫn ăn bình thường, nhưng mà cũng có người thì vẫn duy trì cái hạnh khất thực hàng ngày, nuôi thân. Và có cái sự khác biệt nữa về cái sự thờ tự các Đức Phật khác nhau. Ví dụ như là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ thờ mỗi Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ sáng lập ra đạo Phật. Đấy là vậy. Cho nên là vào các chùa Nguyên Thủy thì mình có thể thấy một pho tượng Phật hoặc nhiều pho tượng Phật, nhưng tất cả chỉ thờ mỗi Đức Phật thôi. Và bên Phật giáo Nam truyền không chú trọng thờ các cái bậc thánh nhân khác, ngay cả những bậc thánh nhân như Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Niên cũng rất ít chùa thờ, ít ở đâu đắp lên hình tượng để tôn thờ, mà chỉ tôn thờ mỗi một Đức Phật, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì mình sẽ thấy có rất là nhiều những hình tượng khác nhau để tôn thờ. Ví dụ như một cái người vào chùa Phật giáo Bắc truyền sẽ thấy ngoài Đức Phật Bổn Sư sẽ còn có Đức Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, rồi là rất rất nhiều các vị Phật và rất rất nhiều các vị Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, rồi rất nhiều các vị Bồ Tát được tôn thờ ở trên bàn, và thờ cả các vị thần linh nữa. Cho nên là cái sự hình thức mình có thể thấy nó có một cái, có rất là nhiều cái sự khác nhau như thế, mình sẽ phân biệt được. Mình trải qua nhiều cái thời gian thì vẫn có một cái điểm chung, đó là cả hai bên cùng thờ Đức Phật Bổn Sư. Cả hai bên đều vẫn học những cái pháp rất là căn bản của đạo Phật, như là đều tin vào nhân quả nghiệp báo, đều học những cái giáo lý căn bản của Đức Phật, tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên. Những cái tư tưởng tương đồng thì rất là nhiều, cũng rất là nhiều, chỉ có một số khác biệt thôi. Một số khác biệt đó là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không có học những cái kinh điển Bắc truyền. Còn bên Phật giáo Bắc truyền thì ngoài học cái kinh điển về
phát triển vẫn học tất cả những kinh điển về nguyên thủy. Vậy thì một cái vị mà tu tập bên Phật giáo Bắc truyền thì vẫn học, vẫn được học và hành những cái phương pháp của Phật giáo Bắc nguyên thủy. Còn những cái vị mà tu tập bên Phật giáo nguyên thủy thì chỉ có học và hành những cái tư tưởng, những cái giáo pháp của Phật giáo nguyên thủy, mà không học và hành theo những cái giáo pháp của Phật giáo bên Bắc truyền. Đấy là nó chỉ có hai cái sự khác nhau một chút xíu như vậy. Thế thì vẫn có sự tương đồng và có một chút khác biệt, không đáng kể. Dạ, con thưa sư ạ, hiện nay còn có 4 câu hỏi nữa. Mình có trả lời nốt không? Ừ, có. Dạ, vâng ạ. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trơn Lung ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, con xin cúi xin sư từ bi chỉ dạy. Con người là do sắc thọ tưởng hành thức hòa hợp mà có, nên chỉ là giả không có thật. Nhưng tại sao danh pháp, sắc pháp cũng do nhiều yếu tố hòa hợp mà lại xem là pháp có thật? Con cúi xin sư từ bi và hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin tri ân sư. Danh và sắc là cái, những cái pháp hữu vi thì nó do nhân duyên mà nó sinh lên, và nó do cái nhân duyên nó diệt đi, thì nó cứ sinh diệt liên tục như vậy. Nhưng mà với một cái người bình thường không tu tập, không phát triển cái chánh trí, trí tuệ, quán sát, quán chiếu, không thấy được điều đó, một cái người đó không thấy được cái tính sinh diệt của nó, cho nên là mới sinh ra cái ảo tưởng chấp trước rằng là cái thân danh sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tức là cho rằng nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, rồi sinh ra chấp thủ vào cái danh sắc đấy, rồi sinh ra tham ái cái danh sắc đấy, rồi mới sinh ra những cái phiền não, những cái tà kiến chấp trước nó mới sinh ra. Còn từ khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật tuệ chi ra được, thấy ra được cái tính vô thường, tức là thấy được cái tính sinh diệt của cái danh sắc đó, và thấy ra được cái sự vô ngã của nó. Cho nên là Đức Phật mới đoạn trừ được cái tham ái, đoạn trừ được cái chấp thủ, đoạn trừ được cái vô minh tà kiến, cho nên là mới đi đến Niết Bàn và chấm dứt khổ đau. Vậy cho nên khi Đức Phật giảng dạy cái giáo pháp thì Đức Phật chỉ ra cái mục đích của cái người mà học hay là thực hành cái, những cái pháp thiền ấy là để tư duy quán chiếu, để mình cũng thấy ra được cái danh sắc này nó luôn luôn có cái tính sinh diệt, để mình hiểu ra sự vô thường của vô ngã của nó, để mình đoạn trừ cái tham ái, cái chấp thủ đối với cái thân nam uẩn này. Thì mình đoạn trừ được cái tham ái chấp thủ, đoạn trừ ra được cái ảo tưởng vô minh, do mình thấy tuệ chi, thấy được cái sự thật của nó, mình sẽ chấm dứt khổ đau, không còn chấp trước là ta, là của ta, tự ngã của ta nữa. Thì cái người do mình chưa thấy được, vì cái sự thật đó nó quá thâm sâu, người bình thường không thấy được, cho nên mà mình thấy là nó có ngã thật. Còn nếu người có cái trí tuệ, tuệ chi phân tích ra được nó rồi, thấy nó luôn luôn biến đổi, biến thiên sinh diệt, không ngừng nghỉ, thì lúc đấy cái người đó mới thấy được cái sự vô ngã của nó, tức là cái người đấy thấy sự thật, cái người đấy giác ngộ chân lý, chứng ngộ Niết Bàn. Cái đấy nó chỉ khác nhau như thế, cho nên là mình cần phải tu tập để tuệ chi ra được, mình mới hiểu được. Nhưng mình cứ suy luận rồi cứ phân tích, đánh giá theo cái nhận định của mình thì nó chỉ đưa đến cái sự mệt mỏi thân tâm, không đem lại lợi ích gì, mà mình cần phải thực hành để giác ngộ ra nó thì mới có cái lợi ích hơn. Còn suy luận phân tích nhiều nó rơi vào cái hí luận vọng tưởng không tốt. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư từ bi chỉ dạy cho con về giới sát sinh. Con đặt lịch vụ nấu ăn, con đặt từ ngày hôm trước để họ nấu món gà, tôm, họ nấu chín đem đến, thì con có phạm giới không ạ? Kính xin sư vì lòng từ bi vẫn chỉ dạy cho con biết để con thực hành theo ạ. Mình đặt nhưng mà mình chỉ ấy thôi, mình chỉ đặt thì không mình vẫn không phạm giới. Mình sẽ nói là ngày mai tôi dùng cái món này món kia, rồi người ta làm như thế nào đó là việc của người ta, thì mình vẫn không phạm giới. Nhưng có một số người, người ta vì cái lòng từ bi, người ta nhất định ra được, hoặc là người ta thấy được rằng là do mình đặt cho nên là cái người chủ hàng đấy, người ta đi sát sinh. Mình nhìn thấy điều đó, mình nghe thấy điều đó, hoặc là mình nghi ngờ vào điều đó thì mình không được đặt nữa. Mình phải loại bỏ ra được 3 cái thấy, nghe và nghi này, thì lúc đấy nó mới không phạm giới. Còn mặc dù mình biết rằng là do mình đặt cho nên là người đó đã sát sinh, mình đã nhìn thấy người đó đã giết những con vật đó, mình đã nghe thấy người khác nói, hoặc là mình nghe tiếng kêu của nó, hoặc là mình có một chút hoài nghi thôi, thì đừng có đặt. Thì tốt nhất là hãy đến người ta làm sẵn rồi mua.
Vậy thì có phạm hay không còn liên quan đến ba cái vấn đề đó, có thấy nghe nghi hay không thấy nghe nghi đó. Dạ con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Tuệ Hải ạ. Dạ con thưa sư, một người tín đồ của tôn giáo khác thì có thể được hành chứng đắc được pháp thiền chỉ, thiền quán và giác ngộ niết bàn của Phật giáo không ạ? Một người tín đồ của tôn giáo khác mà nghiêm chỉnh, nghiêm túc và có niềm tin vào cái sự thực hành pháp thiền chỉ, thiền quán của Đức Phật vẫn đắc độ, vẫn chứng đắc được các đạo quả nhá. Vẫn chứng đắc được thánh đạo, thánh quả như thường. Ví dụ như thời Đức Phật vậy, Đức Phật cũng thuyết giảng giáo pháp đến những cái vị ngoại đạo, các cái vị Bà La Môn, mà các vị ấy lúc đầu thì các vị ấy không có niềm tin, nhưng mà khi nghe pháp rồi cái niềm tin nó khởi lên dần dần, thì Đức Phật có cái khả năng thuyết pháp đó là khiến cho cái tâm trí của người đó khởi lên cái niềm tin, khởi lên cái sự nhu nhuyễn, khởi lên cái sự thuyền thục, sau đó Đức Phật mới thuyết về các cái sự thật. Và có khi trong khi nghe pháp, có những vị ngoại đạo đó đã chứng đắc được các đạo quả. Và khi chứng đắc được các đạo quả rồi thì các vị đấy sẽ trở thành Phật tử. Chứ không có cái đời nào một cái vị mà chứng đắc đạo quả rồi mà vị đó lại không trở thành Phật tử cả. Chỉ khi chưa chứng đắc đạo quả, đang trên con đường tu tập, có thể vị đó không phải là Phật tử. Nhưng mà vị đó tu, vị đó vẫn chứng đắc được. Khi chứng đắc rồi thì vị đó có cái niềm tin hoàn toàn vào Đức Phật, vào giáo pháp này. Thì lúc đấy hình tướng của vị đó thì không quan trọng, nhưng cái tâm của vị đó đã quy hướng Phật pháp rồi. Thì vị đó là tôn giáo nào đi chăng nữa mà thực hành bát chánh đạo vẫn chứng đắc được các đạo quả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Galaxy A11 ạ. Dạ con kính bạch sư, con xin sư giảng nghĩa cho tư cho con từ yểm ly và từ hữu trong 12 nhân duyên ạ. Cái từ gì? 12 dạ, nhân duyên thì dạ, con thưa sư, con xin đọc lại, xin sư giải nghĩa cho con từ yểm ly ạ. Yếm ly. Yếm ly. À, yếm ly với dạ, cái với từ hữu. Dạ, và từ hữu ở trong 12 nhân duyên ạ. Từ hữu ở trong 12 nhân duyên. Thì hữu ở đây nói là một cái nghiệp hữu. Ví dụ như là một cái người nào đó mình làm một cái việc gì đó mà nó có cái vô minh, có tham ái, có chấp thủ đi kèm thì nó trở thành một cái nghiệp hữu. Ví dụ như là một người bây giờ mình cúng giảng, mình đến chùa mình cúng giảng bất cứ một cái vật gì nên Đức Phật, nên Tam Bảo đó, rồi cái vị đó có cái ước nguyện là mong cho kiếp sau con được cái sự an vui hạnh phúc, hay được sinh về cõi trời, hay là trở thành một cái người sống lâu mạnh khỏe, sắc đẹp trí tuệ, hay là một người tu chứng đắc niết bàn, thì có cái ước nguyện đấy thì nó sẽ có cái vô minh cho rằng có cái kiếp người đó thật, có cái tham ái vào kiếp người, có cái chấp thủ vào kiếp người đó, rồi có cái hành động tạo nghiệp đó, thì cái nghiệp đấy trở thành nghiệp hữu. Vậy thì cái người đấy sẽ có cái kiếp tương lai, có thể vị đấy sẽ sinh lại làm người đúng như vị đó phát nguyện, nếu như mà cái thời điểm cận tử vị đó, tâm vị đó bắt vào cái nghiệp này, nhớ lại cái việc này, nhớ lại cái lời phát nguyện này, thì ngay cái lúc mà cái việc đó thành tựu thì nó trở thành một cái nghiệp hữu. Thì bất cứ một cái nghiệp gì nó có cái sự thành tựu mà mình có làm, mà nó có đi kèm với cái phiền não luôn ấy, có cái sự chấp trước vào cái việc đó thì nó trở thành nghiệp hữu. Ví dụ như một cái người bố thí, mình có cái sự chấp trước là tôi làm việc bố thí, mình có cái chấp trước vào đấy, mình có cái tôi ở trong đấy, thì nó là có chấp trước, là có chấp thủ. Thì bất cứ một cái nghiệp gì nó có cái chấp thủ ở trong đấy thì nó đều thành nghiệp hữu. Thì đối với một cái người mà còn là phàm phu hay là một cái bậc thánh hữu học thì khi làm cái gì cũng vẫn có cái sự chấp thủ vào đấy, cho nên là khi làm cái gì nó cũng sẽ có nghiệp hữu. Chỉ có bậc thánh nhân A-la-hán khi mình làm cái gì vị đó cũng không chấp thủ vào đấy, không tham ái vào đó, không có cái ảo tưởng ở trong đấy, cho nên là không có nghiệp hữu. Còn lại thì mình làm cái gì nó cũng có nghiệp hữu hết, thì cái nghiệp mà có cái sự cố ý làm nó đều là nghiệp hữu, thì đấy được gọi là hữu. Hữu là cái sự đấy nó sẽ tái sinh ở trong ở một cái kiếp sống, tức là mình sẽ có cái sự hiện hữu ở trong tương lai, tương ứng với cái nghiệp mà mình đã tạo, cho nên gọi là nghiệp hữu. Còn cái sự yếm ni, yếm ni ở đây là một cái người mà phát triển ra được cái trí tuệ, quan sát ra được cái sự nguy hiểm của các cái dục lạc, của các cái tham dục ấy. Thì cái yếm ni ở đây nó đối lập lại với ái dục, với cái lòng tham. Một cái người còn tham ái, do vị đó còn vô minh, còn ảo tưởng, còn chấp trước. Còn một cái người có trí tuệ hiểu ra được cái sự thật rồi, thấy vô thường khổ vô ngã rồi, thì vị đó nhàm chán đối với cái sự các cái dục lạc,
Đấy nên gọi là yếm ly là thế. Dạ, con thưa sư ạ, có một số câu hỏi vừa được gửi lên ạ, có thể để buổi sau để trả lời tiếp. Dạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Xuân Long ạ. Dạ, con kính xin lĩnh lễ sư ạ. Con xin hỏi, con đang tập ngồi thế kiết lè. Con không cảm thấy đau chân nhưng lại cảm thấy lòng bàn chân tím tái trong khoảng 25-30 phút, rồi tê từ đầu gối trở xuống. Thư cho con hỏi như vậy có làm sao không? Con có nên tiếp tục tập ngồi kiết lè không ạ? Ngồi kiết giờ thì cứ cố gắng chịu đựng được càng lâu càng tốt. Có chịu đựng được đau ấy thì sau này nó quen đi rồi nó sẽ hết. Còn nếu như đến một lúc nào đó mình đau quá không chịu nữa thì hẳn thôi. Thì cái ngồi kiết già nó sẽ thử thách cái độ kham nhẫn, cái sự chịu đau của mình. Nếu như mình quyết chí để thực hành thành tựu được cái pháp ngồi kiết già này thì cứ ngồi, nó đau đấy mà nó sẽ không vì cái đau đấy mà mình chết đâu, mà nó cũng có đau đấy nhưng mà nó sẽ không đi đến cái sự tàn phế như là gãy chân hay là tê liệt. Nó chỉ là cái cảm thọ đau thôi. Nếu một cái người nào có gan cứ ngồi thì đến một lúc nào đó nó giãn hết cái cơ đấy, cái gân đấy ra rồi nó sẽ không đau nữa. Nên là quyết chí được ngồi được kiết già thì cứ tiếp tục ngồi đến hết khả năng có thể thôi. Dạ, con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Lực ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi. Có nhiều người bảo rằng để tâm trước cửa mũi khi ngồi thiền thì lực sẽ chạy lên não và gây đau đầu căng thẳng. Do đó nhiều vị chủ trương rằng để tâm ở đan điền hoặc đưa tâm quan sát toàn thân cho đến khi tâm lắng lịu bớt năng xăng, hơi thở nhẹ nhàng thì mới bắt đầu biết rõ hơi thở. Xin sư cho con hỏi như vậy có đúng không ạ? Cái này là không đúng. Cái này là do cái tư tưởng, do cái sự chủ quan, do cái nhận định của một người nào đấy. Có thể là suy luận theo cái nghĩa của bên khí công. Vận khí thì nó mới loạn tâm loạn giấc gì đó. Còn cái sự để tâm chú tâm để thực hành thiền ấy, thì để tâm ở trên mũi thoải mái không sao hết. Cái tâm của mình nó có thể để bất cứ chỗ nào cũng được. Còn trong cái pháp tu tập mà thiền của Phật giáo không có cái khái niệm về huyệt đan điền, chỉ có bên tập khí công của những nhà học võ học ấy, thì người ta mới có cái khái niệm về huyệt đan điền. Còn cái này là mình tu tâm, tu để đoạn trừ cái phiền não trong tâm, thì không lo cái chuyện đó, không có cái chuyện lực chạy lên chạy xuống gì hết. Mà chỉ là cái tâm nó tập trung vào một cái đối tượng đó, là cái vị trí nó ở đâu mà thôi. Nên là cứ yên tâm, cứ để tâm ở trước cửa mũi và quan sát hơi thở nhẹ nhàng, mình đừng chú tâm mạnh thì nó sẽ không đau đầu. Đau đầu là do mình quá căng thẳng, chú tâm quá mức cần thiết thì nó mới đau đầu. Để tâm ở cái mức trung bình vừa phải sẽ không bị đau đầu, mà sẽ đi đến cái sự đắc định, làm đến cái sự hỷ lạc khinh an rất là cao độ. Nên là cứ yên tâm mà thực hành và đừng sợ và đừng bị chấp vào những cái tư tưởng đó. Dạ, con bạch sư ạ. Câu hỏi từ hành giả Võ Thị Son. Kính bạch sư, vậy người nữ có được ngồi kiết lè không ạ? Có ngồi kiết lè được không ạ? Ai cũng ngồi được hết. Người nữ mà kiên trì tập ngồi kiết già ngồi được, vậy cứ tập ngồi kiết già đi, đừng có lo nha. Dạ, con bạch sư, câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Con kính bạch sư, xin sư tử vi chỉ dạy cho con câu, ý nghĩa của câu nếu có sự thương mến đối với những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là không hoàn toàn ạ. Đối với những thương mến đối với các pháp hữu, mà các pháp hữu ở đây tức là những người bạn đạo của mình ấy, những cái người mà cùng tu với mình, thì nếu như mà thương mến ở đó được coi là không hoàn toàn, bởi vì các vị đó chưa đoạn trừ được bốn cái chấp thủ này, các vị đấy còn tham dục, gọi là còn dục thủ kiến thủ đấy, còn chấp thủ và tà kiến, vào giới cấm hay là vào ngã luận thủ này, thì cái sự thương mến đó không hoàn toàn, bởi vì là mình đã có cái sự có cái tình thương gắn bó đối với những cái vị đó không phải là những bậc chân nhân, thì mình sẽ bị ảnh hưởng cái tư tưởng tà kiến đó, và cho nên Đức Phật mới gọi sự thương mến đó là không hoàn toàn là như vậy. Thì Đức Phật không muốn mình thân cận những cái người có tà kiến, những cái người có phi chân nhân, mà Đức Phật ý Đức Phật muốn nói là mình hãy chọn những cái người chân nhân để gửi gắm tình thương, để thân cận, và phải phân biệt ra được cái người có những cái tà kiến để tránh, và thân cận những cái người có trí tuệ. Dạ, con thưa sư, câu hỏi từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ, thưa sư, một người đang thực hành thiền thì đang làm lợi ích cho bản thân mình, vậy người ấy có đang làm lợi ích cho người khác được không ạ? Và làm lợi ích ấy như thế nào ạ?
Người thực hành thiền là mang lại lợi ích cho bản thân mình là đúng. Đức Phật nói là dù nợ người bao nhiêu chớ quên phần tự nợ, nhờ thắng trí tự nợ hãy chuyên tâm nợ mình. Nợ mình chính là cái người đang hành thiền, là Đức Phật gọi là cái người nợ mình đấy, nợ cho bản thân mình ấy. Dù nợ người bao nhiêu cũng chớ quên phần tự nợ là thế. Thì cái người mà đang làm lợi ích cho mình này cũng sẽ làm được lợi ích cho người. Ví dụ như là bây giờ một cái người mà có bệnh, thì cái người này bản thân cái người có bệnh đấy cũng khổ đau, mà những người thân cũng sẽ khổ đau. Người thân mình cũng khổ đau vì mình ốm đau thì những người bên xung quanh cũng đâu có sung sướng gì. Mình khổ thì mọi người cũng khổ. Vậy thì một cái người này mà chữa trị mà nó nành được cái bệnh đó, nành đến đâu thì bản thân mình được an lành đấy, mà những người thân xung quanh cũng được an lành đến đấy. Cũng như vậy nhé, một cái người mà không tu tập thì người đấy có đầy dẫy những cái phiền não, tham dục, sân hận, si mê, tà kiến ở trong lòng, thì cái người đấy sống với ai thì mọi người đấy sẽ khổ. Cái người đấy mà có tâm tham, người ta sống ở đâu, người ta ăn trộm cắp của mọi người xung quanh phiền não theo. Người đấy mà có tâm sân, người ta sống với ai, người ta gây sự công kích, nói xấu, phỉ báng, châm chọc, gây chia rẽ mất đoàn kết đến đấy, thì những người xung quanh cũng khổ đau. Người đó có si mê, tà kiến, không biết đúng sai, phải trái, chánh tà, ai nói sao nghe vậy, thì cái người đấy không những họ khổ đau mà những người thân cũng khổ đau. Vậy thì một cái người đấy có cái sự tu tập ấy, thì người ta đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, thì người ta trong cái sự khi mà người ta tu tập đấy, người ta sống hiền thiện, người ta không hại mà mình, và người ta cũng không làm hại người, không ăn trộm cắp của ai, mọi người xung quanh được an này, người ta không gây sự với ai, mọi người xung quanh được bình an, người ta không có tà kiến, người ta không dẫn dắt người khác đi vào cái đoạn xứ khổ đau. Vậy thì cái người đấy đang tu tập, dù đã thành công hay chưa thành công, thì họ có lợi ích, thì những người xung quanh cũng được cái lợi ích nơi. Ví dụ như là một cái người mà người ta lâu ngày người ta không tắm giặt, người ta hôi thối, thì người ta sống ở đâu, mọi người đến đâu người ta phải bịt mũi vào, người ta nhăn nhó mặt thì đã khổ rồi, rất là khổ. Thế còn cái người mà người ta có tắm giặt sạch sẽ đâu thì người ta cũng thơm tho, không làm khổ người khác. Vậy nên một cái người mà không hành thiền thì cái tâm người ta nhơ bẩn. Cái tâm nhơ bẩn đấy, người ta sống ở đâu, người ta đi đến đâu, người ta ai nhìn thấy người đó cũng cảm thấy ghê tởm. Sao mà trong cái người đấy đi đến đâu cũng sẽ làm cho người khác chán ghét. Còn những người nào mà có sự tu tập, người ta có cái tâm từ bi hỷ xả, nó tăng lên, những cái tâm tham sân si nó diệt đi, người ta đi đến đâu cũng được mọi người quý kính, mọi người hoan hỉ, mọi người trân trọng đón chào. Vậy thì đấy là cái lợi ích cho người là thế. Vậy thì cái người đấy có tu tập hành thiền, có đem lại lợi ích cho bản thân mình. Đó là mình cũng được cái sự an lành, an vui, mà người xung quanh mình cũng được an lành, an vui. Thì đấy là cái lợi ích cho cả mình và người là vậy.